chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Ta dựa vào Mỹ thực thành quốc bảo, tập 10, nói còn chưa dứt lời, thật có chút hiểu biết lưu toàn bội vẫn là nghe đã hiểu, người thoạt nhìn là không ít, nhưng những cái đó xem náo nhiệt, cùng với những cái đó cùng lại đây các đệ tử, đều không có cái gì hàm kim lượng, chỉ có đầu bếp mới có bài mặt, nếu là đóng cửa lại làm, ngoại giới cũng chỉ biết bọn họ khai nhấm nháp đại hội, là một kiện rất có bức cách sự tình, người khác mặc kệ có phải hay không không có gì người tới, nhưng loại này thật khi phát sóng trực tiếp thao tác, khi muốn mất mặt, chính là ném đến mọi người trước mặt chờ đã có hàm kim lượng đầu bếp đến thời điểm, sẽ có sướng danh, hơn nửa tiếng vào sau, bọn họ mới là ngồi ở trên bàn, tiến hành nhấm nháp những người đó, theo tới những người khác, đều chỉ có thể bàn quan, đương nhiên, sẽ có đồ ăn cung cấp, sướng danh thêm vị trí, tới bao nhiêu người, là cái gì tự điển món ăn, đều vừa xem hiểu ngay, liền ở hai người càng thêm khẩn trương thời điểm, từng chiếc xe tới rồi, hạ gia nếu tiếp cái này việc, tự nhiên làm vẫn là thực không tồi phía trước xe buýt hướng trong thôn mặt khai, ở bên trong xếp hạng ven đường, ngừng lại, mặt trên người cũng liền lục tục xuống dưới, từ Mỹ thực hiệp hội hội trưởng đi đầu, mang theo người hướng tới cửa chính đi tới, Lưu Toàn Phúc cùng Lưu Toàn Bội, chạy nhanh nở nụ cười, tiến lên vài bước, nên đón bọn họ, chờ đến bọn họ đến gần thời điểm, những cái đó tiểu ô tô mới từng chiếc lại đây, ngừng ở cách đó không xa sau, trên xe người đi xuống tới, chiếc xe kia lập tức chuyển hướng. Từ bên phải đi ra ngoài đệ nhị chiếc lại đi tới giếng giếng có tự đâu vào đấy hoan nghênh hoan nghênh lưu toàn phúc tươi cười đầy mặt nam thúc cũng nở nụ cười đứng ở lưu toàn phúc bên cạnh nhìn về phía đi theo phía sau hắn người mỹ thực hiệp hội có người xướng danh mỹ thực hiệp hội hội trưởng phùng bình nam tiên sinh đến mỹ thực hiệp hội phó hội trưởng thạch lỗi tiên sinh đến tô thái lưu gia tửu lầu lưu cẩm vinh tiên sinh đến chiếc đồ an liễu châu mục thiện kim bảo phương tiên sinh đến mỗi có người xướng danh, chung quanh chính là một trận ồn ào thanh, kích động cùng hoang hô, Mỹ thực hiệp hội tới hội trưởng cùng phó hội trưởng, trước kia địa phương khác tổ chức cũng là cái dạng này. Tô Thái Lưu Cẩm Vinh cùng Trình Nguyên Hoa quan hệ hảo, chiếc tiền Rau bảo phương cùng Lưu Cẩm Vinh quan hệ hảo, hai người kết bạn cổ động, đều tới là đương gia nhân, thực nể tình. Lưu Toàn Phúc cùng Lưu Toàn Bội tầm mắt nhìn về phía những người này mặt sau, tiếp tục chờ đãi, sẽ không, chỉ có những người này tới đi món ăn hồ nam ban thành tử lầu ban nữ sĩ đến, qua Nga, quanh thân lại có ồn ào thanh, ban thành tử lầu ở trên mạng danh khí rất lớn, chung quanh không ít vây xem lão thao đều biết, nhìn thấy ban thành tử lầu đương gia đầu bếp tới, đều ở ồn ào hoang hô, lưu toàn phúc cùng lưu toàn bộ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất món ăn hồ nam hệ đại biểu tới, không tính quá khó coi, sướng danh còn ở tiếp tục, dùng một lần sướng hai cái tên, món ăn quảng đông cốc gia tử lầu, cốc tiên sinh đến. Mân đồ ăn phúc giật hiên tôn nữ sĩ đến, lưu toàn bội tay chặt chẽ nhéo quần áo, trong mắt là che giấu không được kinh hỉ. món ăn Quảng Đông cùng mân đồ ăn đều tới, tám món chính hệ nhất cụ đại biểu tử lầu, cho tới bây giờ, thế nhưng tới rồi năm cái, huy đồ ăn thao khách nguyên, chu tiên sinh đến, món cây tứ xuyên tầng gia tử lầu, tầng tiên sinh đến, lưu toàn bội trừng lớn đôi mắt, bên cạnh, lưu toàn phúc đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ, bảy cái, thế nhưng tới bảy cái còn có này đó tự điển món ăn mặt khác có đại biểu tính nhân vật không tính, trước mắt người thật không ít, còn có quá nghĩa rượu hiên, thiên phẩm cát, hoài âm đại tử lâu từ từ cùng trình ký mỹ thực cửa hàng giống nhau, không riêng thuộc về nào đó tự điển món ăn, dựa vào đầu bếp tinh vi trù nghệ, được đến mặt khác đầu bếp tán thành truyền thống đồ ăn Trung Quốc cửa hàng, đều là phi thường nổi danh hơn nữa rất có đại biểu tính đầu bếp. Lưu Toàn Phúc cùng Lưu Toàn Bội viên mãn, trên cơ bản có đại biểu tính đầu bếp đều tới, Trình ký mỹ thực cửa hàng lúc này đây phô trương là thật sự ra tới, hai người đó này đó đầu bếp chuẩn bị đi vào, lúc này, lại sướng thanh danh, lỗ thái triệu thị lương thiện, mặt nguyên tiên sinh đến, lưu toàn phúc cả kinh, vẻ mặt khiếp sợ mà xem qua đi, triệu thị lương thiện, nguyên tưởng rằng lỗ thái bên này, triệu thị lương thiện tới khả năng tính không lớn, rốt cuộc nhà bọn họ phá lệ nhìn trúng truyền thừa, trình ký mỹ thực cửa hàng trình nguyên hoa tuy rằng là lỗ thái trình gia tử lầu hậu nhân, nhưng nàng cái gì đồ ăn đều làm, triệu gia người thực sự có khả năng trực tiếp không tới. Lần trước triệu lão gia tử tuy rằng ở trên mạng đứng Mỹ thực hiệp hội, mắng đỉnh ngự, nhưng nhưng không thấy được chính là duy trì trình ký Mỹ thực cửa hàng. Triệu lão gia tử mấy năm nay đã sớm không tham gia bất luận cái gì hoạt động, bọn họ triệu gia hiện tại trừ bỏ triệu lão gia tử, nhất cụ đại biểu không phải triệu gia người, mà là triệu lão gia tử tiểu đồ đệ, mạc nguyên, một cái diện mạo tuấn tiếu 30 tuổi thanh niên, tuổi còn nhỏ, trù nghệ tinh vi, ở quốc nội đều là phi thường nổi danh, thượng một lần quốc yến, chính là triệu lão gia tử dắt đầu, nhưng trên cơ bản đều là làm mạc nguyên hoàn thành, quản chịu khen ngợi, vị này tiểu đồ đệ, ở trù nghệ mặt trên thiên phú không tầm thường, triệu thị lương thiện phái mạc nguyên lại đây, thật là phi thường coi trọng trình ký mỹ thực cửa hàng, lưu toàn phúc cùng lưu toàn bội vẻ mặt khiếp sợ, cách đó không xa livestream đoạn dai cùng bọn họ biểu tình không có sai biệt thậm chí nói còn muốn càng thêm khoa trương nhiều như vậy danh trù nàng hướng phòng phát sóng trực tiếp vừa thấy lúc này làng đạn cũng thực náo nhiệt ta dựa triệu thị lương thiện mẹ gia ta thế nhưng nhìn đến chúng ta nơi này nổi tiếng nhất ban thành tửu lầu nhà bọn họ đồ ăn siêu cấp ăn ngon chính là tổng cửa hàng vị trí khó đính ăn lợi thao khách nguyên qua trình ký mỹ thực cửa hàng thật sự ngưu bức nha có thể hấp dẫn nhiều như vậy đại lão cùng tuy rằng không có ăn qua trình ký mỹ thực cửa hàng đồ ăn, nhưng nhìn cái này tư thế, phỏng chừng trên mạng điên cuồng khen đều là thật sự, thần tiên mỹ vị, kỳ thật cũng không nhất định, những người này chỉ là tới, cửa hàng này đồ vật rốt cuộc ăn ngon không, muốn xem này đó đầu bếp nhóm đánh giá, có lẽ không cần chờ đến 3 ngày, này đó đầu bếp liền đi rồi, 2333333, đoạn gia nhịn không được nói câu, trình ký mỹ thực cửa hàng đồ vật ta ăn qua, thật là thần tiên mỹ vị tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ trên đường rời đi, ta còn hoài nghi bọn họ sẽ không nghĩ đi. Phòng phát sóng trực tiếp một mảnh tiếng cười, không ít người cảm thấy đoạn dai quá khoa trương, đoạn dai tức giận đến không được, chỉ có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp, không phản ứng những người này ngôn luận. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong đám người, vây xem đám người thật không ít, lúc này đứng người càng nhiều, nổi danh bếp từ trong tiệm mang đến người, cũng có vây xem thực khách cùng xem náo nhiệt người, bọn họ đứng chung một chỗ, nhìn Trình Ký Mỹ thực cửa hàng, ồn ào nhốn nháo, ríu rít. Bởi vậy, Hạ Gia Thịnh cùng Trình Kiều Vân kẹp ở bên trong, một chút cũng không thấy được. Lúc này, Trình Kiều Vân sắc mặt có chút trắng bệch, tay chặt chẽ túng góc áo, trung nhẹ nhẹ. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến này đó huy hoàng là Trình Nguyên Hoa, nàng liền ngực triều đau. Bên cạnh Hạ Gia Thịnh cũng sửng sốt một hồi lâu, rồi sau đó mới nói, nàng cửa hàng. Xem ra thật sự không tồi, Trình Kiều Vân cắn chặt răng, không nói chuyện. Nàng cùng Hạ Gia Thịnh quan hệ không bằng từ trước, tuy rằng Hạ Gia Thịnh đối nàng yêu cầu vẫn là không có cự tuyệt, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn thái độ chuyển biến, Trình Kiều Vân hiện tại đã yêu cầu rất cẩn thận kinh doanh hai người chi gian về điểm này cảm tình, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, không tồi, này há ngăn là không tồi, quả thực là quá không tồi, lúc trước bọn họ tiếp quản trình gia tử lầu hết thảy, cái gì đều không có cấp trình nguyên hoa lưu lại, nhưng lúc này mới không đến một năm, nàng chính mình cũng đã tổ chức nhấm nháp đại hội, còn tới nhiều như vậy đầu bếp, như vậy phô trương, chỉ có trình lão gia tử lúc trước trên đời thời điểm, từng có một lần, ở bọn họ trình gia tử lầu nghĩ như thế nào kinh doanh đi xuống, trình nguyên hoa cũng đã tới rồi trình lão gia tử đỉnh, tương lai còn trường, ai biết lại sẽ như thế nào, trình kiều vân thân thể quơ quơ, khoảng thời gian trước bởi vì trình nguyên hoa, trình gia tử lầu đầu bếp sôi nổi từ chức phải đi, nếu không phải chính mình hiện tại những cái đó đầu bếp đều sẽ không lưu tại trình gia tửu lầu bọn họ tửu lầu cũng liền sẽ hoàn toàn khai không đi xuống trình nguyên hoa chỉ cần một chiếc điện thoại liền có thể làm chính mình cùng hạ gia thịnh quan hệ biến kém cũng chỉ muốn một chiếc điện thoại khiến cho trình gia tửu lầu thiếu chút nữa đóng cửa mà nàng chính mình hao hết tâm tư tính kế đối trình nguyên hoa một chút dùng đều không có chỉ cần tưởng tượng đến cái này trình kiều vân liền tưởng phun ra hai thăng huyết tới bên cạnh hạ gia thịnh còn đang nói Xem ra lúc trước trình lão gia tử cùng trường Tây Thúc Thúc nói trình nguyên hoa thiên phú không tầm thường. Là sự thật, trình Kiều Vân cắn môi dưới, cắn đến trở nên trắng, cắn đến sinh đau. Đầu bếp nhóm đón đi vào, những người khác cũng lục tục vào bàn. Lưu Toàn Phúc kéo lại Nam Thúc, hạ giọng, ngữ tốc thực mau, Nam Thúc. Sao lại thế này? Như thế nào tới nhiều như vậy đầu bếp? Thật đúng là quá đột nhiên, bọn họ phía trước nhưng vẫn luôn đều ở lo lắng không có người tới đâu, kết quả thế nhưng tới nhiều như vậy nam thúc trả lời chủ yếu là trình ký mỹ thực cửa hàng thực khách đánh giá thật tốt quá mỗi một cái ăn qua đều nói là thần tiên mỹ vị cuộc đời hiếm thấy này đó đầu bếp bản chất đều là lão thao bọn họ cũng muốn ăn ăn một lần có phải hay không thực sự có như vậy đồ tốt cũng còn tưởng cùng trình lão bản so đấu một chút rốt cuộc mỗi cái đầu bếp đều cảm thấy chính mình mới là tốt nhất hơn nữa trình ký mỹ thực cửa hàng là có tiếng phi thường khó đoạt vị trí sinh ý nổ mạnh hảo, danh tiếng cũng vô địch, này đó tự nhận là chính mình mới là tốt nhất đầu bếp nhóm, có thể không tới nhìn xem. Phía trước trình ký Mỹ thực cửa hàng cùng đỉnh ngự đối thượng thời điểm, bọn họ nhưng đều là đứng Mỹ thực hiệp hội, cũng liền tương đương với duy trì Mỹ thực hiệp hội lựa chọn trình ký Mỹ thực cửa hàng. Lúc này lại đây tham gia nhấm nháp đại hội, cũng có thể phán đoán một chút chính mình lúc trước vì Mỹ thực hiệp hội phát ra tiếng đúng hay không. Lưu Toàn Phúc nhìn Nam Thúc, ngươi sao không nói sớm sớm nói liền sẽ không như vậy sợ hãi, sớm nói có nhiều người như vậy, chuẩn bị công tác nên làm được càng đầy đủ một ít, nam thúc, ta cũng là ở trên đường thời điểm, mới hỏi đến, cho nên, hắn phía trước cũng là chân tình thật cảm lo lắng không có nhiều ít đầu bếp lại đây, lưu toàn phúc, trình ký mỹ thực cửa hàng bên ngoài thoạt nhìn thực ấm áp, bên ngoài ven đường cái này mùa loại rau hẹ cùng hành tây, khoai tây chờ, tuy rằng trời giá rét, nhưng vẫn là có thể thấy một mảnh sinh cơ, mà rảo bước tiến lên đại môn, tiền viện là lộ thiên như củ phi thường rét lạnh bên cạnh thiêu mấy cái đại bếp lò bên trong nấu nóng hôi hổi trứng luộc trong nước trà hai khẩu nồi to đều nấu nam thúc lãnh này đó đầu bếp nhóm đi hướng trứng luộc trong nước trà dương lâm ăn mặc quân áo khoác mang theo mũ ở tiếp đón bọn họ trước tới ăn cái trứng luộc trong nước trà đi trong không khí trứng luộc trong nước trà mùi hương bá đạo nồng đậm lưu cẩm vinh hít hít cái mũi đối với người bên cạnh nói chính là cái này mùi vị ta phía trước ăn qua một lần, liền vẫn luôn nhớ rõ, bọn họ gửi lại đây tuy rằng còn là phi thường ăn ngon, nhưng rốt cuộc không bằng nơi này hiện vớt ra tới, lần thứ hai đun nóng, cùng với trên đường chậm trễ lâu lắm, đều đối khẩu cảm có ảnh hưởng, người bình thường cảm thấy không sao cả, nhưng bọn hắn này đó khẩu điêu đầu bếp tự nhiên thực để ý cái này, chiếc tiền rau bảo phương cười to, ha ha. Ta đây nhưng thật ra muốn nếm thử, tổng nghe ngươi nói lên nơi này mỹ thực, ngươi nhà kén ăn ngươi đều nói tốt ăn, kia khẳng định là không lầm. Dương Lâm vớt mấy cái trứng luộc trong nước trà ở bên cạnh lọc lưới bên trong, hai người một người cầm một cái, phi thường phỏng tay, nhưng ở phương Bắc như vậy rất lạnh địa phương, cũng sẽ không làm người bắt không được, huống chi đều là điên muỗng đầu bếp, trên tay cái kén một cái sau một cái hậu, không sợ điểm này độ ấm, hai người lột ra, một bên hà hơi một bên ăn, ngô ăn ngon. Kim Bảo Phương khen ngợi. Nguyên bản đang ở quan vọng mặt khác đầu bếp cũng tiến lên đi cầm một cái trứng luộc trong nước trà, nói thật, bọn họ thật không nghĩ tới trình ký Mỹ thực cửa hàng nhấm nháp đại hội vừa vào cửa đầu tiên chính là trứng luộc trong nước trà. Cũng bởi vậy, vừa mới mọi người vẫn luôn ở quan vọng, chẳng sợ này mùi hương phát mũi, làm người nước miếng bốn phía, nhưng cũng có người ngoại lệ, tỉ như nói vẫn luôn cùng Lưu Cẩm Vinh không rất hợp bàn món ăn Quảng Đông Đại gia Cốc Lão Gia Tử, hắn đứng ở Lưu Cẩm Vinh sau lưng, hừ một tiếng, khó đăng nơi thanh nhã giọng nói rơi xuống đất một lát an tĩnh trứng luộc trong nước trà thứ này xác thật không thể nói là đồ ăn giống nhau cũng sẽ không trở thành đồ ăn thượng bọn họ trong tiệm bàn ăn đặc biệt ở đây đều là đầu bếp giới đại lão trên tay làm được đều là tinh xảo ăn ngon đồ ăn lưu cẩm vinh nghe vậy tức giận đến trừng mắt còn không phải là lúc trước nói câu hắn làm điểm tâm khó ăn này nha nhớ thương mười mấy năm hai người đều không phải hảo tính tình cũng một cái tái một cái miệng độc Lưu Cẩm Vinh trực tiếp hồi hắn một câu, như thế nào liền khó đăng nơi thanh nhã, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi làm điểm tâm, liền nhưng đăng nơi thanh nhã, nhắc tới đến điểm tâm, giống như điểm pháo đốt, cốc lão gia tử chỉ vào Lưu Cẩm Vinh, ngươi 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 ngươi, lúc này, một cái đồ vật đưa tới hắn trên tay, cốc lão gia tử theo bản năng tiếp được, ngẩng đầu xem qua đi, là triệu thị lương thiện phái tới tiểu đồ đệ mạc nguyên đệ cái trứng luộc trong nước trà, cốc lão gia tử tức khắc sắc mặt phức tạp. Mạc Nguyên nhướng mày nói, sư phụ ta nói không có điều tra liền không có lên tiếng quyền, tuy rằng ta cũng muốn biết này trình ký Mỹ thực cửa hàng có phải hay không liền lấy trứng luộc trong nước trà chiêu đãi chúng ta, nhưng thế nhưng là nhấm nháp đại hội, vẫn là muốn ăn mới có tư cách bình phán, cốc lão gia tử vừa nghe, rất là tán đồng, vì thế, trứng luộc trong nước trà thay đổi chỉ tay sau thổi thổi tay, lột ăn, này, vừa mới ăn một lần, cốc lão gia tử liền sửng sốt một chút rất nhiều người ăn lên có lẽ chỉ biết cảm thấy này trứng luộc trong nước trà vô cùng ăn ngon, nhưng ăn ở bọn họ này đó đầu bếp trong miệng, lại có thể ăn ra càng nhiều đồ vật. Này trứng luộc trong nước trà bên trong sở hữu hương vị đều là phi thường xứng đôi, cho nhau phụ trợ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dựa theo tuyển nhập Mỹ thực hiệp hội thực đơn tiêu chuẩn, này trứng luộc trong nước trà là đạt tiêu chuẩn, Lưu Cẩm Vinh cười, lão Đông Tây, thế nào? Vả mặt đi. Còn khó đăng nơi thanh nhã. Ngươi nhìn xem ngươi, không phải ăn một nửa, cốc lão gia tử, hắn cầm trứng luộc trong nước trà tay cứng đờ, lúc này, còn muốn hay không tiếp tục ăn, hiển nhiên thành một vấn đề, hắn nếu là tiếp tục ăn, Lưu Cẩm Vinh khẳng định là muốn cười chết hắn, nhưng hắn lại còn không có phẩm vị đủ này trứng luộc trong nước trà hương vị, cốc lão gia tử rối rắm một hồi lâu, vẫn là giơ tay, đem trứng luộc trong nước trà uy tín trong miệng, hắn xoay qua thân mình, không đi xem cười ra tới Lưu Cẩm Vinh, bên cạnh Mạc Nguyên cũng ăn xong rồi một cái trứng luộc trong nước trà, hắn cười nói, phối phương thực hảo, hương vị nhất tuyệt, trứng gà không tốt, hắn đi đến bên cạnh rửa tay chỗ, bắt tay rửa sạch sẽ, trừ hai tờ giấy, một bên lau tay, một bên thối lui đến những người khác mặt sau, cho người ta lưu ra vị trí, mặt khác đầu bếp nhóm cũng là tán đồng cái này quan điểm, này trứng luộc trong nước trà ăn ngon, toàn bởi vì ngao nấu nước canh không giống người thường cho nên mới sẽ làm này trứng luộc trong nước trà so trên thị trường sở hữu trứng luộc trong nước trà đều ăn ngon. Nhưng này trứng gà không tốt, người thường có lẽ ăn không ra, bọn họ có thể ăn ra tới, chúng ta trong tiệm trứng luộc trong nước trà tam đồng tiền một cái. Lưu Toàn Phúc cười nói, cũng coi như là trả lời mạc nguyên, mặt khác đầu bếp nhóm đều thật kinh ngạc, như vậy tiện nghi, Lưu Toàn Phúc tiếp tục mỉm cười, đúng vậy, sư phụ ta nói, nơi này trứng luộc trong nước trà vĩnh viễn đều là cái này giá cả trình ký mỹ thực cửa hàng khai một ngày này trứng luộc trong nước trà liền từng ngày nấu đi xuống nàng còn nói ăn ngon đồ vật chú định giới quý hoặc là hạn định nhân số trình ký mỹ thực cửa hàng ngay từ đầu là bán trứng luộc trong nước trà nàng không có biện pháp tiếp đãi như vậy nhiều khách hàng này trứng luộc trong nước trà ít nhất có thể dùng hơi chút tiện nghi giá cả cung ứng thượng càng nhiều người ăn những người khác hơi hơi sửng sốt là nha theo đầu bếp nhóm một đám càng thêm bản lĩnh danh khí cũng càng lúc càng lớn mộ danh mà đến người quá nhiều bọn họ tửu lầu lại đại cũng chú định yêu cầu trước tiên dự định chú định không phải mỗi vị khách hàng ăn đến đều là bọn họ thân thủ làm các vị đại sư chúng ta bên trong thỉnh lưu toàn phúc duỗi tay đầy mặt tươi cười chẳng sợ hắn nội tâm hoảng đến không được trên mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh sư phụ chính là nói hắn hôm nay đại biểu cho chính là trình ký mỹ thực cửa hàng lưu toàn phúc lần đầu tiên bị ủy lấy trọng trách cẩn trọng lại kiêu ngạo lại thấp thỏm tự nhiên rất tưởng làm tốt sư phụ công đạo sự tình những người khác lúc này mới lấy lại tinh thần đi theo lưu toàn phúc đi vào lúc này mặt khác có tư cách nhân tài có thể tiến vào trứng luộc trong nước trà ước chừng hai đại nồi cũng đủ đại gia buông ra ăn ngô trung tuyền liền hỗn loạn ở này đó người giữa hắn vừa tiến đến liền trước lãnh một cái trứng luộc trong nước trà lột ăn xong đi lại ngại không đủ lại cầm một cái, bên cạnh, không ít nghị luận tiếng động, nơi này có 10 vị là phía trước trình nguyên hoa hứa hẹn, ở trên mạng triều trung 10 cái người, còn có chính là dịp dư chiêu người nhà, cùng với các vị đầu bếp một người mang đến 2 đến 3 vị người nhà, hạ gia thịnh vốn là không có tư cách, nhưng bọn hắn cấp Mỹ thực hiệp hội đánh chiết khấu, liền có bọn họ danh ngạch, thượng một lần hạ gia thịnh mang theo trình kiều vân lại đây là cho trình gia tử lầu muốn thư mời. Cuối cùng vô tật mà chết, nhưng Trình Kiều Vân không buông tay, vẫn là muốn tiến vào tìm tòi đến tột cùng. Hạ Gia Thịnh ở Trình Kiều Vân luôn mãi năng nỉ dưới, lấy chính mình người nhà thân phận, đem Trình Kiều Vân mang theo tiến vào. Lúc này hai người ăn tới rồi trứng luộc trong nước trà, Hạ Gia Thịnh gật gật đầu, trong mắt tràn đầy tán dương, ân, ăn rất ngon. Cách không được như vậy nhiều người đối trình ký mỹ thực cửa hàng đồ vật tâm tâm niệm niệm, hắn nói xong, ăn mà không biết mùi vị gì trình kiều vân kéo kéo khóe miệng, nói câu, là không tồi, nhưng cũng không có đồn đãi trung như vậy hảo, không bằng đồn đại trung. Bên cạnh, Ngô Trung Tuyền liền có chuyện nói, ngươi còn ở đâu ăn qua càng tốt ăn trứng luộc trong nước trà sao, Trình Kiều Vân nghẹn lời, Ngô Trung Tuyền hừ một tiếng, tiếp tục lột chính mình trứng luộc trong nước trà, hắn chỉ tính toán ăn hai cái, chờ lát nữa khẳng định còn có mặt khác ăn ngon, hiện tại không thể đem bụng lấp đầy, cái thứ hai liền từ từ ăn đi, đã tiến vào nhà ăn đầu bếp nhóm chú ý tới, vào cửa hai bên chính là hai cái đại pha lê tủ kính, hiển nhiên là mới trang thượng không lâu, bên trong thả hảo chút bánh kem, một cái tủ kính là bánh kem Black Forest, một cái tủ kính là tiramisu, đại bộ phận đều là toàn bộ, còn có một tầng là thiết hảo, từng khối từng khối tách ra đặt ở mâm đồ ăn bên trong. Vào phòng, bởi vì có noãn khí tồn tại, có chút nhiệt, bọn họ đem áo khoác cởi, từ chính mình mang đến người lấy ở trên tay, hoặc là giao cho Chu Đại Phát đặt ở bên cạnh phòng bên trong liền ở đầu bếp nhóm cho rằng muốn bắt đầu thời điểm, Lưu Toàn Phúc hướng tới bánh kem duỗi duỗi tay, các vị đại sư, này hai loại bánh kem cũng là sư phụ ta am hiểu, các ngươi có thể nếm thử, mọi người sửng sốt một chút, Nam Thúc cùng Lưu Cẩm Vinh đã đi khai ngăn tủ, vừa mở ra liền bắt đầu từ bên trong ra bên ngoài lấy bánh kem, đều lấy đã cắt xong rồi tiểu mâm, đưa cho mặt khác đầu bếp, có chút nguyên bản muốn cự tuyệt, không có biện pháp, cũng chỉ có thể tiếp được, Lưu Toàn Phúc cười giới thiệu, này bánh kem lúc ban đầu là cho một vị tâm tình không tốt thực khách làm sư phụ ta nói đồ ngọt có thể làm nhân tâm tình biến hảo nhưng không thể ăn đồ ngọt trừ bỏ làm người mập lên không có tác dụng gì chỉ có ăn ngon đồ ngọt mới có thể làm nhân tâm tình biến hảo món ăn hồ nam ban đại sư là vị nữ sĩ nàng là cái thứ nhất bắt đầu nhấm nháp không thể không nói trình ký mỹ thực cửa hàng cho bọn hắn nhấm nháp đại hội mở ra tân bộ dáng trước kia đều là trực tiếp bắt đầu trình ký mỹ thực cửa hàng từ vừa vào cửa, liền lục tục ăn vài thứ, tiền viện có trứng luộc trong nước trà, tiền viện rét lạnh, nóng bỏng trứng luộc trong nước trà làm kín người khẩu sinh hương, lại cả người thoải mái, mà tiến vào đại môn về sau, bởi vì noãn khí tác dụng, sẽ làm người trong nháy mắt có chút nóng lên, lúc này, trình ký mỹ thực cửa hàng làm cho bọn họ nhấm nháp chính là bánh kem, vừa mới ướp lạnh lấy ra tới bánh kem, còn hơi hơi có chút lạnh, ăn đến trong miệng hơi lạnh độ ấm làm người tức khắc tâm sinh vui mừng huống chi này bánh kem là thật sự ăn ngon nha cái này ăn ngon thật là ăn ngon còn không có ở nhóm nháp đại hội thượng gặp qua phương tây bánh kem thật là không tồi lại cho ta một khối rất nhiều người ăn liền bắt đầu gật đầu này đó đầu bếp nhóm một cái sau một cái tính tình ngạnh nhưng cũng là thật sự thật thành ăn ngon chính là ăn ngon không nói giả dối lời nói Giống vừa mới ở phía trước cùng Lưu Cẩm Vinh khắc khẩu lên món ăn Quảng Đông cốc lão gia từ lúc này liền ăn đến cao hứng, bọn họ Quảng Châu bên kia, liền thích ăn đồ ngọt, đương nhiên, cũng có chút tính tình cuộc đầu bếp, biểu môi nói, đồ ăn Trung Quốc nhấm nháp đại hội, làm chút phương Tây đồ vật, hoa hòe lòe lòe, có người nói tiếp, cũng không phải là, nếu là hôm nay nhấm nháp đại hội đều là mấy thứ này, kia cũng không cần làm, ta hiện tại liền mua phiếu trở về, tán đồng, nếu là đều như vậy không cần lãng phí thời gian, đang ở có chút đầu bếp tức giận thời điểm, một cái rất nhỏ thanh âm vang lên, đinh, đồng hồ thanh âm nhẹ nhàng vang lên vang, lưu toàn phúc tức khắc tươi cười càng thêm sáng lạng, hắn nói, hiện tại, nhóm nháp đại hội chính thức bắt đầu, thượng đồ ăn, chương 66 bí phương, mọi người sửng sốt, hiện tại chính thức bắt đầu, cho nên vừa mới ăn đến trứng luộc trong nước trà cùng bánh kem, đều chỉ là khai vị đồ ăn, này trình ký Mỹ thực cửa hàng. Khai vị đồ ăn cũng như vậy độc đáo, nhà ăn chỉ có một trương bàn lớn tử, mặt khác cái bàn đều bị tạm thời dọn đi rồi, này một trương bàn lớn tử có thể ngồi xuống 20 cá nhân, nguyên bản bọn họ cho rằng tới có tư cách đầu bếp, sẽ không vượt qua 10 cái, hơn nữa Mỹ thực hiệp hội hai người, tổng cộng 12 cái, phải biết rằng, có tư cách nhấm nháp đầu bếp, nhưng đều là tổ chức quá lớn sẽ người, Mỹ thực hiệp hội trước mắt tổng cộng cũng mới 19 giới, đây mới là thứ 20 giới, hơn nữa, trong đó có một lần vẫn là thực thiên hạ, thực thiên hạ đã đóng cửa, có tư cách ngồi xuống, tổng cộng 18 cái, lúc này đây nhấm nháp kết thúc, nếu mọi người đánh giá đều tính tương đối hảo, khi trình nguyên hoa cũng có tư cách trở thành bọn họ bên trong một người, tổng cộng mới 18 cái, bọn họ không cảm thấy những người này sẽ tất cả đều lại đây, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là để lại 20 vị trí, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. 18 cái danh cửa hàng đều phái người tới, hơn nửa Mỹ thực hiệp hội người, tổng cộng có 20 cá nhân, Lưu Toàn Phúc đều sẽ không có vị trí, chỉ có thể đứng ở bên cạnh giới thiệu, trừ bỏ này trương đại cái bàn ở ngoài, nhà ăn bên trong còn có rất nhiều ghế cùng bàn nhỏ, mặt khác tới tham gia người, đều tùy ý ngồi xuống, trình ký Mỹ thực cửa hàng địa phương tiểu, nhà ăn ngồi không dưới quá nhiều người, trên hành lang cũng đáp cái bàn, nhưng vẫn là ngồi không dưới, vì thế, trình ký Mỹ thực cửa hàng người đề nghị. Nếu không bọn họ đi trước dân túc nghỉ ngơi những người này tất cả đều cự tuyệt, có băng ghế dài có thể tạm chấp nhận ngồi, nhiều người xài chung một trương bàn ăn, vấn đề không lớn, Dương Lâm bất đắc dĩ, cùng Chu Đại Phát tại tiền viện điểm cái đống lửa, bốc cháy lên hỏa, tiền viện cũng ấm áp lên, còn có khác một phen phong vị, nhà ăn, 18 vị đầu bếp cùng Mỹ thực hiệp hội chính phó hội trưởng, đều ngồi xuống, dùng mành cách lên phòng bếp bị sốc lên, lưu toàn bội cùng Trịnh Uyển bưng đồ ăn ra tới trình ký mỹ thực cửa hàng đạo thứ nhất đồ ăn, tiên canh cá. Lưu toàn phúc thanh âm trong trẻo, lưu toàn bội trên tay mâm bưng chính là canh cá, dùng chính là đẹp tinh xảo canh bồn, giống nhau trình ký mỹ thực cửa hàng thượng canh cá thời điểm, dùng đến là ấm sành, nhưng lần này một bàn 20 người, ít nhất cũng đến một người một chén lượng, trịnh nguyễn trên tay bưng chính là chén cùng cái thìa, sứ màu trắng sạch sẽ đẹp, buông sau, hai người cấp ngồi 20 người đem canh cá thịnh thượng lưu toàn phúc thì tại bên cạnh hơi chút giới thiệu giới thiệu đương nhiên hắn không có khả năng đem cụ thể cách làm nói ra này liền đề cập đến bí phương mà dương lâm cùng từ tú uyển tắt một người mang sang một cái lớn hơn nửa canh bồn cấp những người khác dùng nhà ăn quầy thu ngân bên cạnh có phóng tiêu độc tủ chén những người này phái mấy cái đi cầm chén cùng chiếc đũa lặng yên không một tiếng động không dám quấy rầy ngồi ở trên bàn cơm nhấm nháp đầu bếp giống nhau theo tới người chỉ là làm chứng kiến nhưng trình ký mỹ thực cửa hàng tới người thực tạp, vẫn là đều cấp chuẩn bị đồ ăn, mà nếu chuẩn bị bọn họ ăn, bọn họ cũng liền không thách khí múc canh uống lên lên, ngồi ở trên bàn cơm 20 người cũng đều bưng lên canh, lưu toàn bội cùng trịnh uyển lui về phòng bếp, mọi người cũng không có như thế nào nói chuyện, bưng chén cầm cái muỗng uống lên lên. Không thể không nói, trình ký mỹ thực cửa hàng canh cá là thật sự hảo uống, nhưng ngày thường bởi vì ăn ngon quá nhiều, phần lớn người lại tất điểm dưỡng sinh canh còn có tiểu kê hầm nấm canh cũng phi thường hảo uống thế cho nên ở cần thiết muốn từ bỏ một ít đồ ăn dưới tình huống canh cá doanh số liền thẳng tắt giảm xuống đối với lần đầu tiên uống người tới nói liền hoàn toàn không giống nhau hảo uống lưu cẩm vinh một bên uống một bên không được gật đầu bên cạnh kim bảo phương tỏ vẻ tán đồng hắn còn nói này canh cá cũng có thể tuyển nhập mỹ thực hiệp hội thực đơn ở trình ký mỹ thực cửa hàng trước mắt ăn tới rồi tam dạng đồ vật mà này tam dạng đồ vật hương vị đều phi thường đặc biệt lại ăn ngon, cũng đủ tuyển tiếng Mỹ thực hiệp hội. Những người khác không nói gì, nhưng thật ra món cây tứ xuyên hệ tần tiên sinh cười trêu chọc Mạc Nguyên, tiểu Mạc Nha, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Nguyên gật gật đầu, đánh giá, không tồi, hắc hắc, này nhưng xem như các ngươi lỗ thái hệ Nga, có hay không bị so đi xuống? Mạc Nguyên nhàn nhạt nói, lỗ thái thiện canh, nhưng này cá quế canh hảo chút tự điển món ăn đều ở làm, cửa hàng này tiên canh cá hương vị điều phối thích đáng, là bọn họ bí phương, không thuộc về mấy món chính hệ. Vị này tần tiên sinh nói cái này lời nói, hiển nhiên là có châm ngòi ly gián, hiềm nghi, cũng có muốn chèn ép mạc nguyên ghét bỏ. Mấy món chính hệ luôn luôn không hợp, có thể có chèn ép cơ hội, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Này canh cá hương vị tươi ngon, khó được tinh phẩm, này tiên canh loại mạc nguyên nhất xuất sắc, nói như vậy hiển nhiên là chèn ép bọn họ triệu thị lương thiện thấy mạc nguyên không thượng bộ tần tiên sinh lại nói ta nhớ rõ hội trưởng phía trước nói qua cửa hàng này lão bản trước kia là trình gia tửu lầu xuất thân là lỗ thái tiểu mạc nha ngươi thật sự không suy xét cùng cửa hàng này lão bản sau một lần mạc nguyên còn chưa nói lời nói lúc này lưu toàn bộ cùng trịnh uyển lại một người bưng một mâm đồ ăn lưỡng đạo đồ ăn là giống nhau một đạo đặt ở bên trái một đạo đặt ở bên phải trình ký mỹ thực cửa hàng đạo thứ hai đồ ăn cá hương thịt ti Lưu Toàn Phúc tiếp tục báo đồ ăn tên, vừa mới còn ở chèn ép Mạc Nguyên Tần Tiên Sinh trầm mặt, cùng Mạc Nguyên quan hệ tốt quá nghĩa rượu hiên đầu bếp cười to, trêu chọc hắn, Tần Tiên Sinh, này không phải các ngươi món cay tứ xuyên sao, ngươi muốn hay không chạy nhanh nếm thử, nhìn xem trình ký Mỹ thực cửa hàng đầu bếp tay nghề có thể hay không cùng các ngươi tần gia tửu lầu so sánh với, Tần Tiên Sinh, trăm triệu không nghĩ tới, vừa mới chèn ép Mạc Nguyên, quay đầu trình ký mỹ thực cửa hàng liền đưa lên tới một đạo món cay tứ xuyên, cá hương thịt ti, Mạc Nguyên đã cầm lấy chiếc đũa, ăn lên, biểu tình hơi hơi một đốn, cá hương thịt ti là cơm nhà, ở đây như thế nào đều là ăn qua, tự nhiên đối món này thực hiểu biết, trình ký mỹ thực cửa hàng cá hương thịt ti, rất là không giống người thường, Mạc Nguyên nhịn không được nói, thực không tồi, là ta ăn qua ăn ngon nhất cá hương thịt ti, tần tiên sinh. Nếu không phải biết Mạc Nguyên là cái cái gì tính cách, vừa mới câu nói kia còn tưởng rằng hắn là chèn ép bọn họ tần gia tửu lầu. Đương nhiên, tuy rằng Mạc Nguyên khả năng không phải cố ý chèn ép, nhưng kết quả là giống nhau như đúc, chính là chèn ép, chung quanh người nhìn qua tầm mắt, làm tần tiên sinh mặt có chút tao đến hoảng, vội chuyển động đĩa quay, làm cá hương thịt ti đến chính mình trước mặt, sau đó cúi đầu nếm một ngụm, rồi sau đó, hắn biểu tình dừng lại. Đại não này trong nháy mắt vang lên cái thứ nhất thanh âm là, ăn ngon, này cá hương thịt ti, xác thật so với bọn hắn tửu lầu làm ăn ngon, này này. Này 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 cá hương thịt ti cùng chính tông cách làm không lớn giống nhau đi. Tần tiên sinh nuốt xuống mỹ thực, nhịn không được nói, chính tông cá hương thịt ti sao có thể sẽ có cá, lưu toàn phúc sắc mặt bất biến, đem sớm đã chuẩn bị tốt nói ra tới, ai quy định cá hương thịt ti không thể có cá, sư phụ ta nói, mặc kệ là truyền thống cách làm, vẫn là trình ký mỹ thực cửa hàng cách làm, đều là vì làm khách hàng ăn đến cao hứng sư phụ lười đến đặt tên, cũng là vì dương cá hương thịt ti danh khí, cho nên như cũ gọi là cá hương thịt ti. Thấy tần tiên sinh còn muốn nói cái gì, Lưu Toàn Phúc lại nói, sư phụ ta còn nói, nếu là truyền thống cá hương thịt ti không hài lòng, món này nhưng thật ra có thể đổi thành thịt cá hương ti, tần tiên sinh, Phúc, Mạc Nguyên không nhịn xuống. Tần tiên sinh hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, không nói, thịt cá hương ti, cá hương thịt ti, cá hương thịt ti có thể không có cá, nhưng nhân gia nếu là kêu thịt cá hương ti, dù sao cũng phải có cá đi. Huống hồ các gia có các gia cách làm, hắn chỉ là biểu đạt một chút cái nhìn, cũng không có khả năng thật làm trình ký mỹ thực cửa hàng sửa tên. Người cá hương thịt ti liền phải làm như vậy, hơn nữa làm như vậy ăn ngon, lại có cái gì sai đâu. Ngược lại nếu là trình ký mỹ thực cửa hàng cá hương thịt ti đánh ra danh khí, đối món cây tứ xuyên còn có chỗ lợi, hắn vương chiếc đũa, gấp lên chỉ là ở trong lòng nói thầm này đầu bếp như thế nào không phải nhà hắn nếu là nghiêm túc nghiên cứu món cây tứ xuyên không chuẩn có thể cho bọn họ món cây tứ xuyên hung hăng tranh một hồi mặt mũi tần tiên sinh không nói nhưng không đại biểu người khác không chèn ép hắn món cây tứ xuyên cùng món ăn hồ nam ở nào đó phương diện rất có cùng loại cho nên ban nữ sĩ là cùng tần tiên sinh dễ dàng nhất cãi nhau người thấy tần tiên sinh ăn mệt ban nữ sinh che miệng cười ha ha tần lão đầu thế nào ngươi muốn cùng người so một lần cá hương thịt ti sao? Nhà người khác một người tuổi trẻ người liền cho ngươi đánh bại, bọn họ còn không có gặp qua trình nguyên hoa, nhưng lại biết, đó là cái người trẻ tuổi, tần tiên sinh trừng lớn đôi mắt, buông chiếc đũa, qua ngươi đánh rắm, ta là am hiểu làm món cây tứ xuyên, nhưng ta sở trường cũng không phải cá hương thịt ti, chờ lát nữa tiểu tâm người lại mang sang tới một mâm món ăn hồ nam, muốn so ngươi làm ăn ngon, xem ngươi mặt hướng chỗ nào phóng ban nữ sĩ không cam lòng yếu thế hai người cãi nhau lên lúc này những người khác đều ở cuối đầu ăn không đáp lời đi rồi này một đường xác thật còn rất mệt tuy rằng không có cơm trang bị cá hương thịt ti ăn nhưng món này ngon miệng liền như vậy ăn cũng là ăn ngon một chút không nị trình nguyên hoa làm người bưng lên đồ ăn cũng không nhiều lắm một người ăn mấy chiếc đũa mâm liền sạch sẽ tần tiên sinh trong lúc lơ đãng thấy vẻ mặt khiếp sợ các ngươi như thế nào không cho ta chừa chút đây chính là món cây tứ xuyên, hắn còn tưởng ăn nhiều một chút, nhiều nhấm nháp nhấm nháp, cảm giác một chút cùng bọn họ tầng gia tử lầu bất đồng, thế nhưng liền đánh một lát miệng trượng, liền không có, lưu cẩm vinh cong cong môi, bưng ly nước uống nước, hắn lúc trước vừa tới thời điểm cũng là như thế này, vì lời bình, vừa lơ đảng đồ ăn đều bị người cấp ăn xong rồi, sau lại hắn đi học tới rồi, người nhiều, đồ ăn thiếu, ăn ngon thời điểm, ăn trước nói nữa trước mắt chủ yếu dùng ở trình ký mỹ thực cửa hàng. Tần tiên sinh nói âm vừa ra, Lưu Toàn Bội cùng Trịnh Uyển lại bưng đồ ăn ra tới. Lưu Toàn Bội bưng đồ ăn, Trịnh Uyển bưng một chén lớn cơm tẻ. Trình ký mỹ thực cửa hàng đạo thứ ba đồ ăn, băm ớt cá đầu. Mọi người tầm mắt, xoát xoát xoát, nhìn về phía vừa mới cùng tần tiên sinh cãi nhau ban thành nữ sĩ. Băm ớt cá đầu, là món ăn Hồ Nam A. Ha 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 ha. Tần tiên sinh cười, cái thứ nhất tiếp nhận Lưu Toàn Phúc thịnh cơm, khi khởi chiếc đũa, ta tới nếm thử trình ký mỹ thực cửa hàng băm ớt cá đầu, ban thành tửu lầu chiêu bài chi nhất, nhưng chính là băm ớt cá đầu nha, ban nữ sĩ, này trình ký mỹ thực cửa hàng đầu bếp. Rốt cuộc là ý gì? Tần tiên sinh đã khơi màu cá ăn lên, hắn vừa mới bi tiếng trong miệng, biểu tình liền cứng đờ, rồi sau đó nhấp nhấp trong miệng thịt cá, trực tiếp nuốt xuống đi, cúi đầu bắt đầu lùa cơm, nói cái gì cũng chưa nói, thế nào? Thiên phẩm các đầu bếp truy vấn tần tiên sinh một bên lùa cơm, một bên lắc đầu, đây là, không thể ăn, nam thúc cũng khơi màu thịt cá, hợp lại cơm ăn, lão tần có phải hay không bị cay tới rồi, hắn bọc cơm ăn xong đi, tuy rằng cay, nhưng cực kỳ hăng hái nhi, đem món ăn hồ nam đặc sắc phát huy 10 thừa 10, cay, mọi người lại xem kia nói đỏ rực đồ ăn liền có chút chần chờ, đặc biệt là tôn nữ sĩ, nàng không quá có thể ăn cay, cao mày, ta không thế nào ăn cay, bằng không món này ta còn là không nếm đi có người nói tiếp nhấm nháp đại hội nào có không nếm thử bằng không ngươi nếm một chút đi ban nữ sĩ như cũ chần chờ lão tần là xem như chúng ta trung gian có thể ăn hắn đều cay đến chịu không nổi lúc này tần tiên sinh ngẩng đầu ha khẩu khí chiếc đũa hướng tới cá đầu tiếp tục vói qua tả hữu cắt một mâm một mâm chỉ có hai cái cá đầu cắt thành bốn khối tần tiên sinh trực tiếp vương chiếc đũa chọc một mau đứng lên đủ vị hắn cảm thán một tiếng, lại ăn lên, những người khác sửng sốt một chút, cũng đều sôi nổi hướng tới cá đầu vương chiếc đũa. Ban nữ sĩ cũng chọn một chút, nàng ăn chính là một tiểu khối trắng nõn sắc thịt cá, hoặc nhìn như là còn không có tiếng vị, hẳn là không cay, nàng chần chờ mà uy tiếng trong miệng, rồi sau đó cứng đờ, cay, này cay đối người khác mà nói có lẽ đều có thể thừa nhận. Nhưng đối với không yêu ăn cây ban nữ sĩ tới nói, còn là phi thường kích thích, nàng chạy nhanh cúi đầu lùa cơm trong miệng cay đến sinh tân, nhưng xứng với cơm tẻ, lập tức liền ngăn chặn cay vị. Cách không được này cơm tẻ là cùng băm ớt cá đầu cùng nhau thường. Ban nữ sĩ áp chế cay vị, trong miệng kích thích cảm rút đi, sau đó, nàng tầm mắt không tự giác lại phóng tới băm ớt cá trên đầu mặt. Tuy rằng vừa mới ăn lên hương vị thực cay, nhưng phối hợp cơm ăn, giống như cũng không có gì vấn đề đi. Nàng vừa mới còn không có ăn ra cái gì hương vị đâu, vì thế, nàng lại hướng tới cá đầu vương chiếc đũa không thể không nói trình ký mỹ thực cửa hàng băm ớt cá đầu ăn lên phi thường phía trên ban nữ sĩ ăn đệ nhất khẩu liền muốn ăn đệ nhị khẩu đệ nhị khẩu lúc sau lại muốn ăn đệ tam khẩu những người khác đồng dạng như thế không thể ăn cây chỉ có thể ăn cá có thể ăn cây liền phối liệu cùng băm ớt đều dám hỗn cơm ăn một chén cơm xuống bụng băm ớt cá đầu mâm cũng không bọn họ một bên hà hơi một bên bưng nước uống cảm thán nói này băm ớt cá đầu thật là đủ vị trước kia như thế nào không biết ớt cây ăn ngon như vậy, ban nữ sĩ hừ một tiếng, hiện tại biết chúng ta món ăn hồ nam mị lực đi, nói đến giống như là ngươi làm giống nhau, đây là nhân gia trình lão bản tay nghề, ngươi có bản lĩnh bộc lộ tài năng, cùng nhân gia trình lão bản sau một lần. Tần tiên sinh theo bản năng dỗi trở về, ban nữ sĩ trừng mắt, không phục nói, làm liền làm. Quay đầu lại ta liền cho ngươi làm, băm ớt cá đầu là ta sở trường hảo đồ ăn, tuy rằng cùng trình ký mỹ thực cửa hàng hương vị không giống nhau, nhưng cũng đặc sắc, ngươi có bản lĩnh cùng người nhiều lần cá hương thịt ti, ngươi kia cá hương thịt ti, tuyệt đối không có người thăng cấp bản ăn ngon, ngươi, tần tiên sinh còn tưởng tiếp tục tranh, nam thúc đánh gãy hai người, hảo, hai vị vẫn là tiếp tục nhấm nháp đi, những người này vừa thấy mặt liền cãi nhau, hắn đều đã thói quen, hội trưởng mặt mũi vẫn là phải cho, hai người liền không hề nói thêm cái gì, cho nhau trừng liếc mắt một cái, an tĩnh xuống dưới chỉ là cốc lão gia tử cảm thán một câu này trình ký mỹ thực cửa hàng lão bản không đơn giản a à, lúc này mới vài món thức ăn liền ăn đến như vậy thỏa mãn chỉ là uống lên chén tiên hương canh cá rồi sau đó một phần cá hương thịt ti lại trang bị băm ớt cá đầu ăn chén cơm thế nhưng làm cho bọn họ cảm thấy ăn thật sự thỏa mãn mà đầu bếp làm được này ba đạo đồ ăn vẫn là bất đồng tự điển món ăn tự điển món ăn cùng tự điển món ăn phía trước là có khác nhau nàng làm được cá hương thịt ti theo kịp chuyên làm món cây tứ xuyên tần gia tửu lầu nàng làm được băm ớt cá đầu lại theo kịp chuyên làm món ăn hồ nam ban thành tửu lầu chiêu bài đồ ăn xác thật không đơn giản những người khác cũng là vẻ mặt tán đồng còn có người tò mò này trình lão bản còn sẽ làm mặt khác tự điển món ăn đồ ăn không làm được cũng ăn ngon như vậy đều ăn cơm hẳn là chiêu bài liền này vài đạo đi có như vậy vài đạo chiêu bài đồ ăn này cửa hàng về sau cũng miễn cưỡng căng đến khởi chu tiên sinh nói còn chưa nói xong liền có một thanh âm đánh gãy hắn lưu toàn phúc cao giọng nói trình ký mỹ thực cửa hàng đạo thứ tư đồ ăn cá quế chiên xù nào còn lo lắng nói chuyện cho nên người tầm mắt đều nhìn về phía lưu cẩm vinh vẻ mặt kinh ngạc ngay cả lưu cẩm vinh cũng đồng dạng là đầy mặt khiếp sợ hắn lần trước tới thời điểm cùng trình nguyên hoa sau một chút trình nguyên hoa làm nói mật nước lê cầu mà hắn làm cá quế chiên xù lúc ấy Trình Nguyên Hoa còn sẽ không làm món này. Món này cũng coi như không thượng khó, chỉ là đối kỹ thuật sắc rau, hỏa hậu yêu cầu cao, cho nên giống nhau trên tay không công phu, làm được cá quế chiên xù, phi thường không xong. Trình Nguyên Hoa như vậy đoạn thời gian liền biết, Lưu Cẩm Vinh nhìn về phía cá quế chiên xù, ánh mắt mang theo đánh giá, rồi sau đó, trong mắt khiếp sợ càng đậm. Này cá quế chiên xù dùng kỹ thuật sắc rau, là bọn họ lưu gia tửu lầu, là hắn vẫn thường cách dùng lại không hoàn toàn giống nhau, nhưng xác thật rõ ràng có thể nhìn ra, đây là lưu gia kỹ thuật sắc rau, này. Này không phải các ngươi lưu gia kỹ thuật sắc rau sao? Kim Bảo Phương cùng Lưu Cẩm Vinh quan hệ hảo, biết bọn họ kỹ thuật sắc rau không tầm thường, Lưu Cẩm Vinh làm được cá quế chiên xù, căng căng đứng lên tới thịt cá ti, đều cùng người khác không giống nhau, phá lệ tinh xảo đẹp, Lưu Cẩm Vinh gật gật đầu, đúng vậy, đây là lấy lưu gia kỹ thuật sắc rau làm cơ sở hắn thanh âm phi thường phức tạp, hắn phía trước đem bút ký cấp trình nguyên hoa, xác thật là làm trình lão bản học tập, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này trình lão bản học được thật tốt quá đi, như vậy đoạn thời gian, liền đem này đao pháp học thành như vậy, này nếu là hắn những cái đó đồ đệ, cùng hắn cái này không nên thân nhi tử, hắn nằm mơ đều phải cười tỉnh, trên bàn người lục tục vương chiếc đũa, nếm nếm này trình ký mỹ thực cửa hàng cá quế chuyên xù. Lưu Cẩm Vinh là cái thứ nhất vương chiếc đũa nếm xong sau, mọi người có chút trầm mặt, đặc biệt là Lưu Cẩm Vinh, hơi có chút bị kích thích. Hắn đảo không phải bởi vì Trình Nguyên Hoa làm món này bị kích thích, rốt cuộc hắn lúc trước cho nàng bút ký, cũng là hy vọng nàng học giỏi, hắn chỉ là đột nhiên đối chính mình sinh ra hoài nghi. Hắn làm lâu như vậy đồ ăn, nổi tiếng nhất chính là này một đạo cá quế chiên xù, nhưng hiện tại, một cái vừa mới tiếp xúc món này bất quá mấy tháng nữ hài, thế nhưng làm được cùng hắn cân sức ngang tài, này có thể không bị đã kích sao. Kim Bảo Phương nói, trình ký mỹ thực cửa hàng này nói cá quế chiên xù hương vị cực hảo, cùng lưu gia tửu lầu so sánh với, cũng là không kém, nhưng này nói cá quế chiên xù đặc điểm là độc đáo hương vị, kỹ thuật sắc rau cùng hỏa hậu chờ, cùng Cẩm Vinh kém đến còn quá xa, đây là an ủi lưu Cẩm Vinh, nói cho hắn, trình lão bản còn kém hắn quá nhiều, bí phương hảo đó là không có biện pháp, nhưng kỹ thuật sắc rau cùng hỏa hậu xác thật còn kém xa lắm, những người khác thấy vậy, mồm năm miệng mười nói lên này nói cá quế chiên xù so Lưu Cẩm Vinh làm kém ở đâu. Lúc này, Lưu Cẩm Vinh ngẩng đầu, sâu kính mở miệng, chính là ta là mấy tháng trước mới đem bút ký cấp trình lão bản, nàng chỉ dùng mấy tháng, liền đem cá quế chiên xù làm thành như vậy, mọi người, ngươi nói gì, mấy tháng. Cách không được Lưu Cẩm Vinh bị kích thích, này mẹ nó đổi ai ai chịu nổi, này kỹ thuật sắc rau cùng hỏa hậu là so Lưu Cẩm Vinh kém nhiều, nhưng nếu là hơn nữa, chỉ học được mấy tháng, cái này tiền đề, này mẹ nó thiên phú đến có bao nhiêu cao, mọi người thật là chấn kinh rồi. Lúc này, Lưu Toàn Phúc mở miệng, Lưu Tiên Sinh, sư phụ ta nói, này nói cá quế chiên xù nàng còn xa không bằng ngài, nàng có thể làm được ăn ngon như vậy, là dựa vào bí chế phối phương, vì cảm tạ ngài giáo hội nàng kỹ thuật sắc rau, hỏa hậu, này nói cá quế chiên xù bí phương, đại hội sau khi chấm dứt, nàng liền đưa cho ngài, Lưu Cẩm Vinh ai học kỹ thuật sắc rau không phải sư phụ tay cầm tay giáo hắn lúc trước thấy trình nguyên hoa thiên phú cao liền đem bút ký cho nàng hy vọng nàng nương bút ký đem kiến thức cơ bản tăng lên đi lên nàng có thể nương một phần bút ký liền làm được như vậy đó là nàng thiên phú cao nhưng bí phương liền không giống nhau bí phương cho người người liền có thể trực tiếp dùng lưu cẩm vinh kỹ thuật sắc rau hơn nửa trình nguyên hoa bí phương kia hắn làm cá quế chiên xù đem nâng cao một bước đây là phân đại lễ nha lưu tiên sinh sư phụ ta làm ngài không cần cự tuyệt lưu toàn phúc lại nói lưu cẩm vinh một nguồn một cái lưu tiên sinh lão tử là cha ngươi lưu cẩm vinh vừa mới ở trong lòng mắng lưu toàn phúc một câu lúc sau đột nhiên liền cười biểu tình cũng tràn đầy cao hứng trình nguyên hoa thiên phú cao là chuyện tốt nha sớm ngày vượt qua chính mình lúc sau tiện nghi ai tiện nghi con của hắn lưu toàn phúc a đi theo một cái hảo sư phụ đây chính là thiên đại chuyện tốt lưu cẩm vinh cười Mỹ tư tư tiếp tục ăn cá quế chiên xù, người khác còn đương hắn là bởi vì có bí phương cao hứng. Trước cuộc kỹ thuật sắc rau loại đồ vật này, đến có thiên phú mới có thể học, nhưng bí phương liền không giống nhau. Ban nữ sĩ liền có chút toan, không biết trình lão bản có nguyện ý hay không làm ta dùng bút ký đổi nàng băm ớt cá đầu. Khi băm ớt cá đầu, thật thích hợp đặt ở chúng ta trong tiệm, tần tiên sinh, Mỹ đến ngươi, ngươi bút ký có gì đẹp, còn không bằng dùng cá hương thịt ti đến lượt ta bang nữ sĩ, ngươi mặt đại sao, cá quế chiên xù ăn xong, lưu toàn bội cùng trịnh viễn lại bưng đồ ăn ra tới, trình ký mỹ thực cửa hàng đạo thứ năm đồ ăn, ôm sang cá quế phiến, công nữ sĩ nghe được báo danh lúc sau, nhịn không được nói câu, trách không được hội trưởng muốn tuyển cái này địa phương gánh vác nhấm nháp đại hội, này đều đạo thứ năm chuyên môn, đều là có thể thượng mỹ thực hiệp hội thực đơn mỹ vị A, vị này trình lão bản nghe nói còn trẻ. Như vậy tuổi trẻ liền có năm cái chuyên môn, nhưng đến không được là nha về sau cũng sẽ không so với chúng ta kém chờ lát nữa ăn xong ta nhất định phải trông thấy vị này trình lão bản bọn họ thảo luận khởi có được năm đạo chuyên môn trình nguyên hoa vẫn luôn không thế nào nói chuyện mạc nguyên đột nhiên mở miệng vị này đầu bếp nhưng xa xa không ngừng năm đạo chuyên môn những người khác nhìn về phía hắn mạc nguyên vương chiếc đũa gấp một mảnh cá thịt cá mỏng như cánh ve các ngươi không có phát hiện cho tới bây giờ chúng ta chỉ ăn cá sao chương 67 tuổi trẻ, mọi người sửng sốt, tầm mắt ngơ ngác nhìn về phía Mạc Nguyên, ngay sau đó lại nhìn về phía trên bàn ôm sang cá quế phiến, tầm mắt càng thêm dại ra, vừa mới thượng canh cá, cá hương thịt ti, băm ớt cá đầu, cá quế chiên xù, bây giờ còn có ôm sang cá quế phiến, tất cả đều là cá, còn tất cả đều là cá quế, nhưng không nghe nói trình ký Mỹ thực cửa hàng là chỉ làm cá A, Kim Bảo Phương nhìn về phía Lưu Toàn Phúc, vội hỏi nói. Vì cái gì đều là cá, lưu toàn phúc đạm cười sư phụ ta nói hôm nay liền ăn cá chỉ ăn cá mọi người những lời này lực sát thương cũng không phải là giống nhau đại hôm nay chỉ ăn cá kia ngày mai đâu hắn cái kia tuổi trẻ sư phụ rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn không có móc ra tới một cái đầu bếp làm sở hữu đồ ăn đều ăn rất ngon này thực bình thường nhưng kia đồ ăn nếu là có có thể thượng mỹ thực hiệp hội thực đơn trình độ chính là một cái đầu bếp chuyên môn chuyên môn là muốn lặp lại luyện tập vô số lần một cái đầu bếp chuyên môn kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, nhưng này Trình Nguyên Hoa rốt cuộc có bao nhiêu chuyên môn, ngay cả Lưu Cẩm Vinh đều chấn kinh rồi, hắn còn dừng lại ở Trình Ký Mỹ thực cửa hàng tóm lại không có nhiều ít đồ ăn mặt trên, là có nghe nói qua Trình Nguyên Hoa vì nhấm nháp đại hội nghiên cứu tân đồ ăn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, này nha nghiên cứu tân đồ ăn, nhưng không ngừng một đạo, ăn đi, đây là nhấm nháp đại hội. Mạc Nguyên nhìn trước mặt cá phiến, sâu kín mở miệng, xác thật, không quan tâm người cửa hàng này lão bản rốt cuộc nhiều năm nhẹ cũng đừng động nhân gia rốt cuộc kinh doanh cửa hàng này bao lâu liền làm được có bao nhiêu hảo đây là nhấm nháp đại hội nhấm nháp đồ ăn mới là trọng điểm vì thế những người này sôi nổi đối với ôm sang cá quế phiến xuống tay phía trước ở cá quế chiên xù món ăn kia thời điểm liền có thể phát hiện trình ký mỹ thực cửa hàng đầu bếp kỹ thuật sắc rau thực không tồi tuy rằng còn so ra kém bọn họ này đó nhiều năm lão đầu bếp nhưng trình ký dùng không giống nhau bí phương tăng lên vị giác hưởng thụ, đền bù trên lệch, thậm chí cao hơn một tầng, mà từ nàng có thể làm ra này cực kỳ khảo nghiệm kỹ thuật sắc rau ôm sang cá quế phiến liền biết, người này kỹ thuật sắc rau đã có nhất định hỏa hậu, chỉ cần liên tục rèn luyện đi xuống, nhất định sẽ đuổi theo bọn họ này đó lão gia hỏa, này cá phiến mỏng như cánh ve, ở đây rất nhiều người đều có thể phiến đến trình độ này, đặc biệt là làm lỗ thái mạc nguyên, hắn có thể phiến đến càng tốt cũng so những người khác làm càng tốt ăn. Nhưng món này chủ yếu chính là khảo nghiệm kỹ thuật sắc rau cùng hỏa hậu, thể hiện cá tươi ngon, muốn nói cấp nhũ đầu mang đến kinh diễm trình độ, đó là so ra kém rất nhiều lỗ thái. Nhưng trình ký Mỹ thực cửa hàng ôm sang cá quế phiến không giống nhau, này cá quế phiến ăn một lần lên, liền có một loại kinh diễm cảm giác, nhà bọn họ phiến tốt cá quế ở sang thời điểm, kia thủy chính là dùng phối phương ngao nấu nước canh, sang ra tới cá cực kỳ vị Mỹ vừa không sẽ che giấu cá bản thân hương vị cũng sẽ không chỉ có cá quế thịt cá mùi vị gãi đúng chỗ ngứa ở mỹ thực mặt trên phải làm hảo gãi đúng chỗ ngứa bốn chữ kỳ thật phi thường không dễ dàng cũng bởi vậy đây là trình ký mỹ thực cửa hàng độc đáo ưu điểm món này làm thật tốt nha tần tiên sinh một bên nhấm nháp một bên không được gật đầu theo ta cá nhân mà nói ta cảm thấy món này ở hương vị thượng đều có thể cùng mạc nguyên làm ôm sang cá quế phiến sau một lần chỉ là trình lão bản kỹ thuật sắc rau còn không được, mặt nguyên kỹ thuật sắc rau phi thường lợi hại, không nói trình ký mỹ thực cửa hàng đầu bếp, chúng ta đang ngồi cũng có so ra kém, đồng ý, muốn thật so sánh với, ta sẽ phán mặt nguyên thắng, nhưng trình lão bản có bí phương A, à, lại nói tiếp, nàng rốt cuộc là như thế nào lộng tới. Nhiều như vậy bí phương, vấn đề này làm người phi thường tò mò, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lưu Toàn Phúc, Lưu Toàn Phúc ánh mắt cũng là mờ mịt, nửa ngày, hắn nói, có lẽ là ông trời nói cho nàng đâu, mọi người mắt trợn trắng, đối những lời này khịt mũi coi thường, lưu toàn phúc, bằng không chính là sư phụ ta thiên phú dị bẩm, mọi người lúc này không nói, còn tính tương đối nhận đồng những lời này, rốt cuộc như thế nào cũng so thượng một câu nói chuyện không đâu hảo đi, còn có đồ ăn sao? Tần tiên sinh truy vấn, thật muốn chạy nhanh trông thấy ngươi sư phụ, những người khác phụ họa gật gật đầu, lúc này... Lưu toàn bội cùng trịnh viễn lại bưng hai cái đẹp lá sen mâm ra tới, Lưu Toàn Phúc chạy nhanh nói, trình ký Mỹ thực cửa hàng đạo thứ sáu đồ ăn, chạy vội cá viên, vừa mới bọn họ còn nhớ thương chạy nhanh ăn xong rồi đi gặp Trình Nguyên Hoa, lúc này cá viên bưng lên, lại nghe Lưu Toàn Phúc nói là cuối cùng một cái đồ ăn, vội vương chiếc đũa, chạy nhanh nhấm nháp xong liền có thể cùng đầu bếp giao lưu, cá viên vừa vặn một người một cái, chạy vội cá viên vị là phi thường phi thường tốt, chẳng sợ phía trước đã ăn như vậy nhiều kinh diễm đồ ăn, lúc này một đám vẫn là lộ ra kinh ngạc biểu tình này cá viên, cốc lão gia tử chần chờ mở miệng, lưu toàn phúc còn tưởng rằng có cái gì không tốt, vội nhìn về phía cốc lão gia tử, cốc lão gia tử biểu tình kinh ngạc, này cá viên ăn ngon thật, lưu toàn phúc, người lão có thể không lớn như vậy thở dốc sao? cốc lão gia tử kinh hỉ mặt phi thường rõ ràng, vừa mới những cái đó đồ ăn đều ăn rất ngon, nhưng muốn nói trước mắt hắn yêu nhất, thật đúng là chính là này, chạy vội cá viên, viên lại nộn lại hoạt, đối với hắn như vậy người già tới nói là phi thường hữu hảo cốc lão gia tử khen không dứt miệng nhiễm nhiên đã quên phía trước tại tiền viện thời điểm hắn phun tào quá trình nhớ mỹ thực cửa hàng trứng luộc trong nước trà khó đăng nơi thanh nhã món này xác thật là tinh xảo có thể đem cá viên làm được cái dạng này này đầu bếp là có bản lĩnh mặt nguyên gật gật đầu trong miệng còn tiếp tục phẩm vị vừa mới cá viên mùi vị trình ký mỹ thực cửa hàng cá viên ăn cái thứ nhất thời điểm thường thường đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng dư vị cảm giác chính mình phản phất là ăn nhân sâm quả giống nhau nguyên lành đi xuống, gấp không chờ nổi muốn ăn cái thứ hai, tiếp tục phẩm vị, nhưng, cá viên vừa vặn tốt một người một cái, vừa mới còn nhắc mãi chạy nhanh nhấm nháp xong, đi cùng đầu bếp giao lưu tầng tiên sinh đã quên chính mình vừa mới ý tưởng, hiện tại hắn nhất tưởng chính là, tiếp tục ăn, hắn nhìn về phía lưu toàn phúc, truy vấn, như thế nào mới một người một cái. Còn không có phẩm ra hương vị, còn có sao? Trở lên một mâm lưu toàn phúc ban nữ sĩ hừ lạnh một tiếng ngươi cho là ở nhà ăn gọi món ăn sao còn trở lên một mâm nàng ở tầng tiên sinh tức giận trong tầm mắt nhìn về phía lưu toàn phúc có thể thỉnh ngươi sư phụ ra tới sao chúng ta đều bách không đợi tập muốn cùng nàng giao lưu lưu toàn phúc tươi cười bất biến bên ngoài đang ở phát sóng trực tiếp sư phụ ta mời các vị tiến phòng bếp giao lưu học tập còn có chỗ nào có thể càng tốt giao lưu phòng bếp nha vì thế Lưu Toàn Phúc mang theo này 20 người chui vào phòng bếp, đoạn dai không có lại đi theo. Đây là ở thành hương kết hợp bộ tu sửa phòng ở chỗ tốt, một cái phòng bếp trạm hạ 20 cá nhân là một chút vấn đề cũng không có. Này đó các đại lão đi vào, bên ngoài còn ở ăn cái gì mọi người lập tức liền lưu khai, vừa mới an tỉnh nhà ăn tràn ngập triếu rít nói chuyện kiếm thanh âm. Trình Nguyên Hoa mỗi dạng đồ ăn đều cho bọn hắn chuẩn bị rất lớn một phần, mỗi người còn có một chén mì trộn tương, cũng đủ bọn họ giữa trưa ăn cái cơm no, Ngô Trung Tuyền đã ăn xong rồi, hắn ăn thật sự no, nhưng lại không nóng nảy dừng lại, lại đi tủ bát cầm khối bánh kem, tiếp tục chậm rì rì ăn, vẻ mặt thỏa mãn, hắn thật là quá cơ trí, bánh kem không hạn lượng, mì trộn tương không hạn lượng, vừa mới còn ăn tới rồi tân đồ ăn ôm sang cá quế phiến cùng cá quế chiên xù, đây đều là phía trước ở Trình ký Mỹ thực cửa hàng không có ăn qua nha, nghe nói chờ lát nữa đầu bếp nhóm làm đồ ăn lúc sau còn có khả năng sẽ đưa ra tới cấp bọn họ nếm thử nhấm nháp đại hội thật là hạnh phúc nha giống ngô trung tuyền như vậy ăn đến hạnh phúc chính là đại bộ phận người nhưng cũng không phải tất cả mọi người ăn đến như vậy hạnh phúc ít nhất trình kiều vân liền không phải nàng nguyên tưởng rằng vào được có thể thấy trình nguyên hoa kết quả liền cái bóng dáng đều không có nhìn thấy liền không nói chung quanh mọi người thảo luận thanh còn không ngừng truyền tới ăn ngon cửa hàng này đầu bếp tay nghề thật là tuyệt ta giống như trông thấy đầu bếp nha, hảo đưa lên ta sùng bái đầu gối, ha ha ha, lại nói tiếp, ta tới phía trước đối này cửa hàng tiến hành rồi hiểu biết, lão bản nghe nói là nguyên lai trình gia tử lầu trình lão gia tử cháu gái, trình lão gia tử. Ta biết, phía trước bọn họ làm hoạt động thời điểm, ta cùng sư phụ ta đi nhìn, đó là cái ưu tú đầu bếp, đúng không, sư phụ ta trước kia cùng trình lão gia tử quan hệ còn thành. Năm trước trình lão gia tử chết thời điểm sư phụ ta còn ở vì hắn tiếc núi đâu, lần này nhấm nháp đại hội, vốn dĩ bọn họ là rất có hy vọng, đáng tiếc, cũng may cháu gái thành dụng cụ, chính mình liền xử lý lên, hắn cháu gái như thế nào ở chỗ này khai cửa hàng. Nguyên lai trình gia tử lầu đâu, nguyên lai trình gia tử lầu giống như bị trình lão gia tử đại nhi tử tiếp nhận, lúc sau trình gia tử lầu đã bị đá ra Mỹ thực hiệp hội, cũng liền không động tĩnh. Bọn họ lưu đến lửa nóng, Trình Kiều Vân mặt là càng ngày càng khó coi nàng phía trước kiêu ngạo cùng cao hứng, hiện tại đã hoàn toàn trái ngược, nàng tưởng đem Trình Nguyên Hoa đuổi ra tới, kết quả Trình Nguyên Hoa càng ngày càng tốt, mà nàng Trình Gia tử lầu, sắp sơn cùng thủy tận, bên cạnh, Hạ Gia Thịnh còn nói, tay nghề của nàng lại là như vậy hảo, trên tay hắn còn bưng ăn xong mì trộn tương, trên mặt biểu tình mang theo cảm khái, hắn thật là không nghĩ tới, Trình Lão Gia tử đi rồi. Trình Nguyên Hoa thế nhưng trưởng thành đến nước này, thật là ngoài dự đoán mọi người trình kiều vân tay nắm chặt trên mặt biểu tình lại tức lại sợ đang ở phát sóng trực tiếp đoạn dai nhìn về phía màn ảnh nuốt xuống trong miệng đồ ăn cảm thán ăn ngon thật phòng phát sóng trực tiếp đủ loại màu sắc hình dạng người đều có nhắn lại cũng hoa hòe loè loẹt a a a a a a ta muốn ăn ta cũng muốn ăn ta phía trước đi qua ta thiên vài cái đồ ăn đều là ta không có ăn qua quay đầu lại liền đi đoạt lấy trình ký mỹ thực cửa hàng vị trí ta nhất định phải nếm thử nhiều như vậy đại lão đều khen không dứt miệng, bọn họ trong tiệm đồ vật, hẳn là ăn rất ngon đi, đồ vật ăn ngon không không biết, chính là tò mò bọn họ cái này lão bản, làm gì luôn là không thấy người. Thực xấu, đoạn gia nhịn không được nói câu, nói bậy, trình lão bản, thanh âm đột nhiên im bặt. Đoạn giai đột nhiên nghĩ đến, Trình Nguyên Hoa là cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, này ở dưới đầu bếp, xác thật không thế nào làm người tin phục, hơn nữa này đó võng hữu nếu là tò mò, chẳng phải là luôn muốn bái ra trình lão bản ảnh chụp. Sau đó dẫn tới phiền toái không ngừng, trình lão bản hình như là cái rất sợ phiền toái người, liền ở nàng chần chờ này trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp phản phất đã chắc chắn trình lão bản lớn lên không tốt, khai nổi lên các loại vui đùa, cái gì 200 cân đại mập mạp, bốn năm chục tuổi bác gái, bên ngoài người đều ở ăn, bọn họ chỉ có thể xem, không thể ăn, tự nhiên rất có ý kiến, không ít anh hùng bàn phím liền đem này ý kiến dùng ở bẩn thiểu đầu bếp mặt trên. Cùng lúc đó, phòng bếp đám kia các đại lão, cũng đều bởi vì trình nguyên hoa bộ dáng, hung hăng lắp bắp kinh hải, bọn họ trong dự đoán, đầu bếp liền tính không phải lưu cẩm vinh như vậy bụ bẩm bộ dáng, cũng nên là tần tiên sinh như vậy vừa thấy liền rất cường tráng, có thể điên muỗng, nếu là nữ tính, nếu không phải ban nữ sĩ như vậy hơi béo có lực nhi, ưu nhã điểm chính là tôn nữ sĩ như vậy đại khí thành thục nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, trong phòng bếp, ăn mặc đầu bếp trang thế nhưng là cái. Tiểu nha đầu, tiểu nha đầu lớn lên thực hảo, vóc dáng không tính lùng, một mét sáu xuất đầu, nhưng ở phương Bắc như vậy địa phương, nàng tiểu xảo tinh xảo ngũ quan cùng thân thể, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn thập phần nhỏ xinh, tay bạch bạch, nhưng thật ra có chút điểm vết chai mỏng, tế cánh tay tế chân, vừa thấy liền không giống như là có thể đứng điên muỗng, bởi vậy, Vội vã muốn thấy nàng Tần Tiên Sinh đi ở phía trước, vừa tiến đến liền nói, đầu bếp đâu? Sư phụ ngươi đâu, Trình Nguyên Hoa, Lưu Toàn Phúc chạy chậm tiếng lên, ở Trình Nguyên Hoa trước mặt nhếch miệng cười nói, sư phụ, ta đem bọn họ mang vào được, Tần Tiên Sinh, những người khác, Trình Nguyên Hoa nhìn bọn họ, cười nói, cửu ngưỡng đại danh, các vị đại sư giữa trưa hảo, mọi người, đầu bếp là nha đầu này, Nam Thúc đỉnh đỉnh phía sau lưng nhìn đến bọn họ phản ứng hơi có chút vì chính mình kiêu ngạo, tuy rằng hắn vừa mới bắt đầu cũng là vì trình nguyên hoa tuổi tác cùng vừa mới làm đầu bếp sự nghiệp mà chần chờ một chút, nhưng hắn nhưng không có đối nhân gia nói, sư phụ ngươi đâu, không có khả năng. Sao có thể như vậy tuổi trẻ? Trình Nguyên Hoa cười cười, vì cái gì không thể? Mạc tiên sinh không phải thực tuổi trẻ sao? Mạc Nguyên tuổi tác ở cái này ngành sản xuất tuyệt đối xem như phi thường tuổi trẻ, cố tình nhân gia đã có thể xuống tay quốc yến. Tần Tiên Sinh tức khắc nghẹn lời, cốc lão gia tử tuổi lớn, thực mau trở về quá thần, hắn làm việc đầu tiên không phải truy vấn, mà là cầm vừa mới cố tình niết ở trên tay chiếc đũa, hướng tới bên cạnh phóng cá viên qua đi, "Lão Đông Tây, ngươi cho ta chừa chút." Kim Bảo Phương lập tức theo sau, "Ta cũng còn muốn nếm thử." Thái ớt Trụ hiên đầu bếp tiếng lên, "Trình Nguyên Hoa, này đàn lão đầu bếp nhóm, thật là Các có các cá tính a." nhưng thật ra tôn nữ sĩ tương đối lý trí, nàng nghĩ đến phía trước hội trưởng đề qua một câu, liền cười nhìn về phía Trình Nguyên Hoa, ngươi là Trình Trường Tây Nữ Nhi, Trình Nguyên Hoa hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó cười gật đầu, là nha, nàng thiếu chút nữa quên mất, nàng ba ba trước kia đi theo Trình Lão Gia Tử cùng những người này đánh quá giao tế, Trình Lão Gia Tử vẫn luôn đều đem Trình Trường Tây làm người nối nghiệp bồi dưỡng, chỉ là trời có mưa gió thất thường. Cốc lão gia tử ăn vụng hai cái cá viên, buông chiếc đũa đi trở về tới, bởi vì đồ ăn tồn tại, hắn thanh âm có chút hàm hồ, ngươi gia gia cùng ngươi ba ba nhìn đến ngươi như bây giờ, sẽ thật cao hứng, trình nguyên hoa như củ cười gật đầu, là nha, nàng gia gia nếu là thấy, khẳng định phi thường vừa lòng, nhưng là nàng ba ba, sợ là như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cuối cùng sẽ đi lên trù nghệ con đường này, này nhóm người không thấy được nàng phía trước, nghĩ cùng nàng so, cũng nghĩ cùng nàng đánh giá, gặp được mới phát hiện đầu bếp là cái so với chính mình tiểu bối còn muốn tiểu nhân nha đầu, tức khắc không biết nói cái gì. Nguyên Hoa, thật là đã lâu không thấy, như vậy đoạn thời gian, ngươi thế nhưng lại nghiên cứu chế tạo nhiều như vậy tân đồ ăn. Lưu Cẩm Vinh cười tiến lên, vừa mới kia nói cá quế chiên xù, đã so được với ta luyện vài thập niên. Trình Nguyên Hoa lắc đầu, ta là bí phương hảo, kỹ thuật sắc rau hỏa hậu cùng Lưu Ca kém xa. Kỹ thuật sắc rau cùng hỏa hậu đều có thể luyện, ngươi lại luyện tập mấy năm, liền thật muốn đem chúng ta này đó sau lãng chụp ở phía trước trên bờ lưu cẩm vinh rất là cảm thán tần tiên sinh ánh mắt như củ hồ nghi hắn tầm mắt không được hướng trình nguyên hoa tay cùng thủ đoạn xem qua đi tổng cảm thấy kia không giống như là một cái đầu bếp tay vừa mới những cái đó đồ ăn thật là ngươi làm tần tiên sinh lại lần nữa đưa ra nghi ngờ trình nguyên hoa bất đắc dĩ gật gật đầu này đó đầu bếp nói chuyện đều quá trắng ra mặc cho ai bị năm lần bảy lượt hoài nghi đều sẽ sinh khí cũng may phía trước Nam Thúc có nói qua những người này tính cách, cùng với trước kia ở nhóm nháp đại hội thường phát sinh một ít sự kiện, Trình Nguyên Hoa mới sẽ không cùng này trong ốc chỉ có nấu cơm một cây gân đầu bếp sinh khí. Tần tiên sinh tại chỗ xoay chuyển, tầm mắt hướng mặt khác đầu bếp xem qua đi, ánh mắt đồng dạng hồ nghi, còn có ban nữ sĩ, nàng cùng tần tiên sinh tuy rằng không đối bàn, nhưng lúc này đây, hai người đồng dạng mang theo hồ nghi, có hay không có thể là nha đầu này vì nhấm nháp đại hội thỉnh ngoại viện bằng không như vậy tuổi trẻ, cửa hàng cũng vừa mới khai, mấy tháng trước Lưu Cẩm Vinh cho bút ký, mấy tháng sau, liền thật làm tốt như vậy đâu. Học bếp nếu là đơn giản như vậy, bọn họ đồ đệ sao có thể tháng 10 năm 2005 còn ở học. Trình Nguyên Hoa thấy vậy, không có nhiều giải thích, chỉ là đem tầm mắt nhìn về phía mọi người, lộ ra hữu hảo tươi cười, các vị đại sư, không biết trình ký Mỹ thực cửa hàng đồ ăn còn ăn đến vừa lòng sao, vừa lòng, khi đương nhiên là phi thường vừa lòng. Tuy rằng chỉ ăn cá quế, nhưng này cá quế bị làm ra hảo chút cách làm, canh cá hầm, cá hương thịt ti xào, băm ớt cá đầu chưng, thậm chí còn có cá viên tạc, đạo đạo đồ ăn vị đều làm người cảm thấy kinh diễm, chính là vừa mới những cái đó đồ ăn trình độ, đều cũng đủ tổ chức nhóm nháp đại hội, bọn họ còn không có nói ra chính mình đánh giá, mặt Nguyên tiến lên một bước, hắn nói, người kỹ thuật sắc rau thật sự chỉ luyện tập mấy tháng, trình Nguyên Hoa gật gật đầu, trước đó, nàng xác thật không có hệ thống địa học quá kỹ thuật sắc rau, bất quá, Trình Nguyên Hoa cũng cảm thấy chính mình ở động thủ nấu ăn thời điểm, luôn là thực dễ dàng thượng thủ, chẳng sợ vừa mới bắt đầu cái gì đều không biết, nhiều tới nói mấy lần, liền phi thường quen thuộc, trước kia đọc sách thời điểm, như thế nào không cảm thấy chính mình đầu tốt như vậy sử, cái này ý niệm vừa mới sinh ra, ái giả chết hệ thống ra tới nói chuyện, đinh. Thỉnh ký chủ chú ý, bổn hệ thống là trù thần hệ thống, ở tài phú giá trị không ngừng tích lũy trong quá trình hệ thống sẽ vì ký chủ tăng lên trù nghệ học tập năng lực nếu ký chủ muốn tiếp tục tăng lên trù nghệ học tập năng lực thỉnh không ngừng cố gắng nỗ lực tích góp tài phú mạo cái phao hệ thống lại lần nữa giả chết trình nguyên hoa lại hô hệ thống vài tiếng cũng chưa phản ứng nàng trình nguyên hoa thật là không có lúc nào là không dặn dò tích góp tài phú bất quá cũng đến dựa hệ thống nhắc nhở nàng mới biết được chính mình này tiến bộ vượt bậc học tập năng lực hợp lại cũng không toàn bởi vì chính mình thiên phú xuất chúng, còn có hệ thống thêm thành tác dụng. Mạc Nguyên không biết Trình Nguyên Hoa trong ốc mặt hệ thống thanh âm, hắn ở Trình Nguyên Hoa trả lời lúc sau, lại cao mày nói, chúng ta đây sau một lần, sau cái gì? Trình Nguyên Hoa hỏi, Mạc Nguyên, ôm sang cá quế phiến, hắn cũng không có nói một ít Trình Nguyên Hoa sẽ không lỗ thái, nhưng này nói ôm sang cá quế phiến là truyền thống lỗ thái, này đó đồ ăn liền không có Mạc Nguyên sẽ không, vừa mới Trình Nguyên Hoa chính mình cũng làm, lại làm một lần, cũng là không thành vấn đề. Hắn đây là muốn cùng Trình Nguyên Hoa luận bàn kỹ thuật sắc rau, nhìn xem nàng có phải hay không thật sự dùng mấy tháng thời gian liền đem Lưu Cẩm Vinh kỹ thuật sắc rau học hơn phân nữa. Tần tiên sinh cùng ban nữ sĩ liếc nhau, rồi sau đó mở miệng, so đi, Trình gia đầu không phải sợ, mặc nguyên kỹ thuật sắc rau chúng ta rất nhiều người đều biết, ngươi liền tính thua cũng không mất mặt, chúng ta một đống tuổi." kỹ thuật sắc rau cũng không phải đều có thể đủ so qua hắn. Ban nữ sĩ phụ họa, đúng vậy, các ngươi hai cái sau so một lần, cũng là giao lưu giao lưu, không cần lo lắng, này hai người vẫn là hoài nghi nha đầu này, trước cuộc tuổi còn nhỏ, vì nhấm nháp đại hội thỉnh ngoại viện cũng là phi thường có khả năng, so đấu quả thực là nhấm nháp đại hội vỡ kịch lớn, có khi cùng tổ chức phương còn không có cái gì mâu thuẫn, ngoại lai đầu bếp liền trước tranh chấp lên. Sau đó chỉ có thể đi phòng bếp, ganh đua cao thấp, Rốt cuộc liền có có sẵn trọng tài vừa mới trình ký mỹ thực cửa hàng đồ vật quá mức kinh diễm trình nguyên hoa bộ dáng cùng tuổi lại quá ngoài dự đoán cho nên bọn họ đều ở quan sát trình nguyên hoa không cố thượng bên trong tranh đấu trình nguyên hoa gật gật đầu rồi sau đó đối tần tiên sinh cùng ban nữ sĩ nói ta không sợ hãi cũng không lo lắng hai người sửng sốt trình nguyên hoa đi hậu viện lấy sát cốt cá quế hậu viện tử sư huyền thấy nàng lại đây kêu trên a à, ta không phải tới tham gia nhấm nháp đại hội sao như thế nào vẫn luôn làm ta sát cá nha hắn bên chân hoàng thượng nhìn trình nguyên hoa liền kích động không thôi trình nguyên hoa đề ra hai con cá trấn an hắn chờ lát nữa mập mạp sẽ cho ngươi đưa ăn bằng không ngươi đi tiền viện tham quan sư huyền hắn rủ xuống đầu nhâm mệnh tính ta đi tiền viện chính là bị nhân tham quan trình nguyên hoa cười lắc đầu dẫn theo hai con cá vào phòng bếp có thể chứ nàng đem cá đặt ở thất thượng nhìn về phía Mạc Nguyên. Mạc Nguyên không nói hai lời, cầm lấy cá, một tay đè lại, một tay nắm dao phay, dao phay ở trên tay vừa chuyển, rồi sau đó tay bay nhanh mà hướng tới cá quế mà đi. Rõ ràng tuổi cũng không lớn, lại phá lệ lão thành nội liễm, nhưng hắn chiêu thức ấy xác thật phi thường hấp dẫn người, cũng phi thường lệnh người khiếp sợ. Hắn tay đều mau hoạt thành ảo ảnh, cố tình mỗi một mảnh xuống dưới, đều là từng trương so trình nguyên hoa phía trước phiến đến còn muốn mỏng cá phiến, lớn nhỏ gần khi cá phiến chỉnh tề mà sắp hàng ở bên cạnh, tinh xảo lại đẹp. Loại này phiến cá phiến phương pháp là triệu thị lương thiện độc đáo kỹ thuật sắc rau, không ai tay cầm tay giáo, rất khó học được. Mạc Nguyên muốn chuẩn bị sang cá quế phiến, Trình Nguyên Hoa lại còn nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích, nam thúc nghi hoặc, Trình Lão Bản, tần tiên sinh cùng ban nữ sĩ ánh mắt càng thêm hồ nghi, người này. Như thế nào bất động, tự hỏi vẫn là sợ hãi, thấy vậy, hai người chi gian đối Trình Nguyên Hoa hoài nghi đã bay lên đến 50%. Trình Nguyên Hoa thu hồi tầm mắt cười cười, rồi sau đó một tay ấn xuống cá, một tay nắm lấy đao, không hề xem Mạc Nguyên liếc mắt một cái. Mạc Nguyên sát thật lợi hại, hiện tại Trình Nguyên Hoa ở kỹ thuật sắc rau mặt trên, còn thuốc ngựa không kịp, chỉ là nàng nghĩ thầm. May mắn hệ thống thêm vào học tập năng lực có thể trợ nàng giúp một tay, chương 68 thông suốt, triệu thị lương thiện kỹ thuật sắc rau sát thật rất khó học, thật lâu phía trước, Triệu lão gia tử coi như chúng triển lãm quá bọn họ kỹ thuật sắc rau, thậm chí còn tiến hành rồi cơ sở dạy học, nhưng kỹ thuật sắc rau thứ này, một chút đào ngũ đừng liền sẽ dẫn tới khác nhau phi thường đại, xa không có hiện trường quan sát lên xuất sắc, nhưng chính là hiện trường quan sát, cũng phi thường khó học được, bằng không triệu thị lương thiện liền sẽ không trở thành đồ đệ học nghệ thời gian dài nhất địa phương. Mạc Nguyên xem như xuất sư phi thường sớm, nhưng cũng là lão gia tử tay cầm tay một chút dạy ra những người khác nếu là không ai một chút nhìn chằm chằm, một chút giáo, cũng là không có khả năng chính mình học được bọn họ kỹ thuật sắc rau, trình nguyên hoa cũng không được, nhưng nàng có thể quan sát, sau đó bắt chước hắn tốt nhất trạng thái, lưu gia kỹ thuật sắc rau là thủ đoạn dùng sức, góc độ tuy rằng tương đối xảo quyệt, nhưng xác thật phiến ra tới cá phiến sẽ phi thường mỏng, xa so không chú ý góc độ càng tốt, mà mạc nguyên vừa mới không giống nhau, cổ tay của hắn dùng sức không nhiều lắm, hắn là cánh tay ở dùng sức bộ dáng này kỳ thật cũng không phải thực hảo thiết, hơn nữa sẽ thực dễ dàng tay mệt, duy trì không được bao lâu. Nhưng mạc nguyên phiến ra tới cá, chính là không giống người thường mỏng, thậm chí chỉ có trình nguyên hoa phiến ra tới một phần hai độ dày. Cũng bởi vậy, bọn họ triệu thị lương thiện kỹ thuật sắc rau là được không? Càng nhiều chi tiết mạc nguyên chưa nói, trình nguyên hoa cũng quan sát không ra, nhưng này liền đủ rồi. Nàng khóe miệng hướng lên trên dơ lên, nắm đao tay hơi hơi buông lỏng, không hề gắt gao niết ở trên tay, chỉ là nhẹ nắm, linh hoạt độ càng cao, rồi sau đó, tay nàng động, không thể so mạc nguyên mau, lại cũng một chút đều không chậm, động tác sạch sẽ lưu loát, thủ đoạn cánh tay đồng thời dùng sức, từng mảnh thịt cá hơi hơi bắn lên, chỉnh tề mà bày ra ở một bên, này, tần tiên sinh sợ ngây người, trừng lớn đôi mắt, lưu cẩm vinh cũng hung hăng kinh ngạc một chút, thậm chí sau biết trình nguyên hoa dùng lưu gia kỹ thuật sắc rau thời điểm còn muốn kinh ngạc nàng thế nhưng đem triệu thị lương thiện kỹ thuật sắc rau dung tiến chính mình kỹ thuật sắc rau bên trong, nhưng nàng rõ ràng cũng là vừa rồi mới nhìn đến Mạc Nguyên nấu ăn a, à. ngay cả Mạc Nguyên đều nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo kinh ngạc, nàng hiện tại kỹ thuật sắc rau càng có khuynh hướng đem triệu gia, lưu gia kết hợp lên, còn hơi hơi có chút mới lạ, yêu cầu tiếp tục phối hợp luyện tập, cũng không bằng dùng đến cốt Mạc Nguyên cùng Lưu Cẩm Vinh. Nhưng lại còn muốn so nàng phía trước cao hơn một bậc, chờ đến nàng lại luyện tập mấy năm, cho đến lúc này, nàng kỹ thuật sắc rau còn sẽ so mạc nguyên cùng Lưu Cẩm Vinh kém sao, những người khác sợ ngây người, trong chốc lát nhìn xem mạc nguyên, trong chốc lát nhìn xem trình nguyên hoa, tiền tiên sinh cùng ban nữ sĩ vừa mới hoài nghi tức khắc biến mất, chỉ bằng mượn vừa mới trình nguyên hoa lộ chiêu thức ấy, nàng liền có làm ra những cái đó đồ ăn thực lực, còn tính quen thuộc nàng Lưu Cẩm Vinh cùng nam thúc liếc nhau, một cái trong mắt là khiếp sợ, một cái là kiêu ngạo. Lưu Cẩm Vinh rốt cuộc không có cùng Trình Nguyên Hoa lâu dài đãi ở bên nhau, không biết nàng học tập năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nhưng Nam Thúc không giống nhau, Nam Thúc thường xuyên cùng nàng ở phòng bếp, mỗi lần hắn đề qua đồ vật, nàng phần lớn đều có thể ghi nhớ, dùng thời điểm cũng không cứng nhắc, có thể cử một phản đệ tam, hắn tuệ nhãn thức châu lựa chọn cái này địa phương cùng người này, hắn phi thường kiêu ngạo, bộ dáng này nhân vật, hiện tại cũng đã như vậy, không biết vài năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, lại sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì. Trình Nguyên Hoa không có để ý này đó đầu bếp khiếp sợ, nàng toàn bộ thể xác và tinh thần đều dùng để nỗ lực làm tốt trên tay này nói ôm sang cá quế phiến, vừa mới bởi vì quan sát mạc nguyên kỹ thuật sắc rau, lãng phí thời gian, cá phiến hạ nồi phía trước, nàng vô dụng nước trong, dùng chính là bên cạnh bếp lò thượng hầm nùng canh. Những người khác biết này khẳng định chính là nàng món này hương vị tốt mấu chốt, nhưng cũng không có người hỏi thăm, rốt cuộc đây chính là đề cập bí phương đồ vật. Trình Nguyên Hoa cố ý nhanh hơn, mà Mạc Nguyên cố ý chờ nàng, bởi vậy, hai người vẫn là đồng thời khởi nồi. Hai bàn ôm sang cá quế phiến, từ ngoại hình tới nói, liền hoàn toàn không giống nhau. Mạc Nguyên ôm sang cá quế phiến từ nhan sắc đi lên nói, cơ hồ là tuyết trắng, phản phất cái gì gia vị đều không có thêm, sạch sẽ, không một ti bụi bặm. Từ bãi bàn cùng nhan sắc đi lên nói, đều là Mạc Nguyên này nói càng xuất chúng. Hoài Dương Đại Tử Lâu chủ bếp nghiêm túc nói. Trình Nguyên Hoa gật gật đầu, bởi vì vừa mới bắt đầu nấu ăn chính là ở trình ký Mỹ thực cửa hàng, nơi này người đều chỉ ái nàng làm đồ ăn hương vị, không chú ý bãi bàn, cũng bởi vậy, trình ký Mỹ thực cửa hàng bãi bàn đại khí, lại xa không bằng mạc nguyên như vậy có thể làm quốc yến đồ ăn nhân tinh trí, đây là Trình Nguyên Hoa chính mình biết đến sự tình. Cũng gật đầu thừa nhận, nhưng đồ ăn quan trọng nhất vẫn là hương vị. Kim Bảo Phương một bên nói, một bên cầm lấy công đũa, hướng trong chén gấp một mảnh, những người khác cũng có dạng có học, cầm chén cùng công đũa nếm lên. Tần tiên sinh ăn trước mặt nguyên ôm sang cá quế phiến, không được gật đầu, không tồi không tồi, ta thích, món này gia vị dùng đến không nhiều lắm, nhưng hương vị cũng đã tinh luyện ra tới, hơn nữa cá phiến cực mỏng, vào miệng là tan, phi thường hoàng mỹ, hắn ăn một mảnh lúc sau, lại kẹp lên trình nguyên hoa làm ôm sang cá quế phiến, nhấm nháp lên. Kỳ thật vừa mới bọn họ ở bên ngoài thời điểm đã ăn qua trình nguyên hoa làm món này, hiện tại lại ăn lên, hương vị so vừa mới còn muốn hảo chút, hiển nhiên cá phiến càng mỏng lúc sau, đối hương vị là có thêm thành tác dụng, càng thêm ngon miệng, thịt cá tiên hương cũng tràn ra tới càng thêm rõ ràng, cùng gia vị phối hợp, càng thêm xu với hoàng mỹ, tần tiên sinh lại gật gật đầu, thực hảo, Sau so vừa mới ăn khá hơn nhiều, nuốt xuống đi sau, trong miệng như củ lưu có mùi hương, có thịt cá tiên. Lại không có nị, Mỹ A, à, ngươi còn chưa nói cái nào càng tốt hơn. Ban nữ sĩ chèn ép hắn, tần tiên sinh mày nhăn chặt muốn chết, này. Mặt nguyên này nói ôn sang cá quế phiến ở vị thượng càng tốt hơn, mỏng đến có thể thấu tự, là món này có thể phát huy đỉnh. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng trình nguyên hoa này nói ôn sang cá quế phiến ở hương vị thượng muốn càng thêm làm ta thích một ít, ta không quá thích đặc biệt thanh đạm, trình nguyên hoa món này hương vị muốn trọng một chút là một hồi nhũ đầu thịnh yến cho nên đâu tần tiên sinh ta cảm thấy các có ưu khuyết tuyển không ra ban nữ sĩ cười tần tiên sinh trừng nàng ngươi liền tuyển đến ra tới đương nhiên hiện tại là một cái thực khách ta liền thích trình lão bản này một đạo ôm sang cá quế phiến ban nữ sĩ không chút do dự tần tiên sinh còn không có phản bác nàng bên cạnh cốc lão gia tử có chuyện nói ta liền càng thích mặt nguyên này nói ôm sang cá quế phiến nguyên nước nguyên vị tràn đầy cá tiên hương Mạc Nguyên đã đem món này phát huy tới rồi cực hạn, Trình Nguyên Hoa làm cũng thực hảo a, à. nàng, Mạc Nguyên, này đó tham gia nhấm nháp đại hội đầu bếp nhóm xảo lên, Nam Thúc cùng phó hội trưởng kẹp ở bên trong khuyên can, hai bên người vẫn là ồn ào đến náo nhiệt, kỳ thật hai người món này các có ưu thế, cũng bởi vậy, toàn dựa thực khách yêu thích, thích thanh đạm, liền thích Mạc Nguyên này nói, khẩu vị hơi chút trọng điểm, liền thích Trình Nguyên Hoa này nói, bọn họ xảo lên, Trình Nguyên Hoa cùng Mạc Nguyên nhưng thật ra không có gì thắng bại dục, hai người đứng chung một chỗ, trò chuyện thiên. Mạc Nguyên, ngươi thiên phú thực hảo, bí phương cũng hảo, Trình Nguyên Hoa cười hồi phục, ta cũng chính là dựa vào bí phương, nếu là không có bí phương, ta khẳng định là so bất quá ngươi. Mạc Nguyên lắc đầu, hắn người này thắng bại dục không phải như vậy mãnh liệt, mặc kệ có hay không bí phương, chỉ cần cuối cùng hương vị càng tốt, đó chính là ngươi món này hương vị càng tốt. Mạc tiên sinh kỹ thuật sắc rau cùng trù nghệ, vẫn là ta hiện tại so ra kém. Trình Nguyên Hoa tiếp tục nói, Mạc Nguyên như vậy, ba mươi xuất đầu cũng đã hỗn đến bây giờ cái này địa vị, thực lực tuyệt đối là phi thường phi thường cường hãn. hai người cho nhau khen tới khen đi, cũng đều là thiệt tình cảm thấy đối phương phi thường hảo, thấy trận này lẫn nhau thổi, không có cuối, Mạc Nguyên nói sang chuyện khác, món này ngươi luyện tập đã bao lâu, luyện tập sao? Trình Nguyên Hoa nghĩ nghĩ, nghiêm túc hồi phục, ngày hôm qua thử làm một lần đang ở cãi nhau mọi người tất cả đều ngừng lại bọn họ tầm mắt bá 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 nhìn về phía trình nguyên hoa chỉ là ngày hôm qua thử một lần hôm nay liền chính thức nấu ăn mạc nguyên lặp lại một lần thanh âm mang theo chần chờ trình nguyên hoa gật gật đầu là nha nàng vẫn luôn là như vậy từ hệ thống mua được phối phương rồi sau đó thí làm một lần lúc sau liền trực tiếp thượng tân cũng không có nhiều làm luyện tập trình nguyên hoa lại bổ câu ông sang cá quế phiến không hảo phiến cá ta lần đầu tiên không phiến hảo lần thứ hai mới miễn cưỡng đủ tư cách cho nên cũng coi như không thường chỉ thử một lần mạc nguyên lưu cẩm vinh đám người ngươi nhưng tâm miệng đi trình nguyên hoa đem bọn họ cấp đã kích tới rồi nhưng đây là nhóm nháp đại hội cũng là trù nghệ giao lưu hội giữa trưa đã phẩm trình nguyên hoa như vậy nhiều nói đồ ăn lúc này bọn họ cũng lục tục tự mình ra trận cho nhau đánh miệng trượng cũng lục tục làm đồ ăn ra tới đều đã ăn no nhấm nháp chỉ có thể nhấm nháp một chút, cho nhau giao lưu giao lưu, cho nhau học tập, chỉ là giao lưu quá trình lược hiện vô lễ, họ tần, người nấu ăn như thế nào càng làm càng đi trở về, họ ban, người này băm ớt cá đầu còn không có trình nguyên hoa làm tốt lắm, cốc lão nhân, người như thế nào mỗi lần đều làm dưa vàng những khoai nghiền. Ngươi không có làm phiền, ta đều ăn phiền, lão lưu, ngươi không phải nhất sẽ cá quế chiên xù, hôm nay sửa làm tô châu thuyền điểm đâu, bọn họ một bên cho nhau ghét bỏ, một bên cho nhau chọn thứ trình nguyên hoa xem đến nhìn không chớp mắt đây chính là ngành sản xuất nội tốt nhất đầu bếp nhóm hiện tại tất cả đều tụ ở bên nhau vừa lúc cho nàng một cái quan sát học tập cơ hội mỗi nói đồ ăn trình nguyên hoa đều nghiêm túc nhấm nháp mặt khác đầu bếp ghét bỏ là cho nhau ghét bỏ nhưng vẫn là đều sẽ nghiêm túc nhấm nháp mỗi nói đồ ăn nếm không nhiều lắm dư lại lưu toàn bội cùng lưu toàn phúc liền mang sang đi đặt ở bên ngoài trên bàn giao cho mặt khác tham gia nhấm nháp đại hội người tiếp tục nhấm nháp, gia gia, ngươi kiềm chế điểm đi, đều căng thành như vậy, còn ăn. Diệp dư chiêu hơi có chút vô ngữ, diệp lão gia tử không chịu từ bỏ, vừa thấy lại có đồ ăn mang sang tới, vội cầm chén tiến lên, dùng công đũa cho chính mình trong chén kẹp một chút, ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, diệp dư chiêu, chờ đến diệp lão gia tử đánh no cách trở về, mới đối tôn tử nói, ngươi không hiểu. Loại này nhũ đầu hưởng thụ, ba năm chỉ có như vậy một lần, cần thiết đến quý trọng, hắn như vậy địa vị, muốn ăn vị nào đầu bếp đồ ăn đều là có thể, nhưng là, lại không có khả năng đem hơn 10 vị đầu bếp tụ ở bên nhau cho hắn nấu ăn, dịp lão gia tử trước kia cũng không có đối muốn ăn như vậy chấp nhất, từ có trình ký mỹ thực cửa hàng, từ hắn ăn thói quen trình ký mỹ thực cửa hàng đồ vật, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sự nghiệp đã rất có thành tựu, tuổi cũng lớn, nửa cái chân vào quan tài, không ăn ngon uống tốt như thế nào không làm thất vọng chính mình sống như vậy cả đời. Cũng bởi vậy, già rồi già rồi, tuổi trẻ thời điểm sự nghiệp cuồng, hiện tại biến thành lão thao, vì ăn không màng tất cả. Diệp Dư Chiêu, thực xin lỗi, hắn còn không hiểu, Hạ Gia Thịnh cùng Trình Kiều Vân như củ kẹp ở trong đám người. Ăn đến lúc này, trên cơ bản đều ăn no, Hạ Gia Thịnh trừ phi nhìn đến chính mình đặc biệt muốn ăn, nếu không sẽ không tiến lên. Tuy rằng tất cả mọi người là có chút thân phận người, đều phi thường khắc chế, cũng phi thường có tự, nhưng hạ gia thịnh vẫn là cảm thấy có chút biệt nữa. bởi vậy, hắn không thế nào tiến lên, ngươi ăn no sao? Hạ gia thịnh nhìn về phía Trình Kiều Vân, quan tâm một câu, Trình Kiều Vân vừa mới đang ở xuất thần, nghe thấy hạ gia thịnh quan tâm chính mình, lập tức hoàng hồn, lộ ra một cái điềm mỹ tươi cười, ta ăn no, hạ gia thịnh gật gật đầu, tầm mắt lại chuyển qua địa phương khác đi. Nhưng Trình Kiều Vân tâm tình vẫn là thực không tồi, Nàng cùng Hạ Gia Thịnh hiện tại quan hệ đã phi thường phai nhạt, nàng có thể cảm giác được, Hạ Gia Thịnh kỳ thật đã tưởng cùng chính mình chia tay, mà nàng lại cùng hạ ba hạ mẹ quan hệ không tốt, nếu Hạ Gia Thịnh cùng nàng chia tay, nàng là một chút biện pháp cũng không có. Đây là nàng cuối cùng rơm rạ, cùng cứu mạng rơm rạ đã không sai biệt lắm, nhưng Hạ Gia Thịnh thái độ vẫn là càng ngày càng càng đạm. Hiện tại đối phương còn quan tâm chính mình, Trình Kiều Vân lại cảm thấy thật cao hứng, khóe miệng hướng lên trên bên cạnh có người nói chuyện phím thật là ăn ngon nha ăn nhiều như vậy đầu bếp làm đồ ăn ta cảm thấy trình ký mỹ thực chủ tiệm làm đồ ăn còn muốn ăn ngon chút ngươi cảm thấy sư phụ ngươi so ra kém trình ký mỹ thực chủ tiệm này đảo không phải chính là các có ưu thế nhưng sư phụ ta đồ ăn ta ăn phần lớn ta hiện tại liền thích ăn trình ký mỹ thực cửa hàng đồ ăn ta cũng là ta còn chờ nhấm nháp đại hội kết thúc lại đây hảo hảo ăn một đốn phốt ngươi cười cái gì ta cười ngươi thiên chân trình ký mỹ thực cửa hàng phía trước vị trí liền khó đính ngươi cảm thấy nhấm nháp đại hội lúc sau ngươi còn có thể đính thượng vị trí sao đoạt điên hảo sao ai trình ký mỹ thực cửa hàng cái gì đồ ăn đều là lão bản chính mình làm cũng không nhiều lắm mướn mấy cái đầu bếp bộ dáng này mỗi cơm đều có thể nhiều tiếp đãi thật nhiều khách nhân chính là bởi vì đều là lão bản làm ai tới đều ăn ngon như vậy cho nên vị trí mới khó đính này lão bản thật là quá lợi hại thật nhiều đồ ăn đều có thể tuyển tiếng mỹ thực hiệp hội thực đơn đến lúc đó cửa hàng này đầu bếp nhất định sẽ thanh danh truyền xa trình kiều vân khóe miệng tươi cười cứng đờ vừa mới dâng lên một chút cao hứng tức khắc không còn sót lại chút gì cả buổi chiều sở hữu đầu bếp đều vội vàng so đấu cũng vội vàng giao lưu chính mình này ba năm kinh nghiệm trình nguyên hoa tuổi trẻ thuộc về người nghe nhưng tôn nữ sĩ lại nói nguyên hoa cũng có thể nhiều phát biểu hạ cái nhìn về sau ngươi nhưng cùng chúng ta giống nhau ba năm vừa thấy, nàng chớp chớp mắt, ý tứ phi thường rõ ràng, giống nhau nhấm nháp đại hội làm được thế nào, đầu bếp tay nghề như thế nào, đều là muốn kết thúc thời điểm mới có thể đến ra đáp án. Trình Nguyên Hoa đã làm cho bọn họ ở ngày đầu tiên liền tiếp thu nàng, tán thành thực lực của nàng, có thể thấy được nàng hôm nay biểu hiện, nàng cũng không có nhiều sợ hãi, khóe miệng mang theo tươi cười, đối với các vị đầu bếp khiêm tốn mà cười cười, cốc lão gia tử nhịn không được cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, trước kia chúng ta trung gian mặc nguyên niên kỷ nhỏ nhất hiện tại thành ngươi ngươi tuổi này còn có thể tham gia vô số lần nhấm nháp đại hội chúng ta đã không biết chỉ còn lại có vài lần cốc lão gia tử là sở hữu đầu bếp trung niên kỷ lớn nhất cũng bởi vậy hắn lời này nói được mọi người hơi có chút chua xót ngươi muốn nói như vậy ta đây chẳng phải là còn phải đi ở ngươi phía trước nam thúc vẻ mặt bất đắc dĩ cốc lão gia tử tuổi đại nam thúc tuổi lớn hơn nữa cốc lão gia tử Hắn đánh giá Nam Thúc sắc mặt, đột nhiên nói: "Hội trưởng, ta phát hiện ngươi khí sắc hảo rất nhiều, lần này ta thấy ngươi so với ta lần trước gặp ngươi, còn trẻ rất nhiều." Nam Thúc hiếp mắt cười: "Này còn phải mệt nguyên hoa, trình ký mỹ thực cửa hàng nổi tiếng nhất là cái gì các ngươi biết không?" Mọi người vẻ mặt mờ mịt, Lưu Cẩm Vinh ánh mắt sáng lên: "Dưỡng Sinh Canh, Lưu Toàn Phúc ở bên này, có cái gì thứ tốt khẳng định cũng sẽ không quên hắn lão ba, thường xuyên đều sẽ hướng gia gửi nuôi Sinh Canh." Đương nhiên đây là tiêu tiền, tuy rằng đánh rất lớn chiết khấu, dưỡng sinh canh phí tổn nhưng không tiện nghi, bắt đầu gửi trở về thời điểm, Lưu gia người làm đừng lãng phí tiền, qua một đoạn thời gian, hắn nếu là quên gửi, một ngày 10 cái điện thoại thúc giục hắn, thực sự có dùng. Tốc lão gia tự ánh mắt hồ nghi, bọn họ này đó đầu bếp, đối cái này cũng không như thế nào tin tưởng, Lưu Cẩm Vinh làm mặt quỷ, chỉ chỉ cách đó không xa một loạt tiểu bếp lò, có hay không dùng quay đầu lại thử xem chẳng phải sẽ biết mọi người lúc này mới chú ý tới cách đó không xa hầm vài cái tiểu bếp lò có thể uống lên sao nam thúc hỏi trình nguyên hoa trình nguyên hoa lắc đầu ăn xong cơm chiều liền không sai biệt lắm đến lúc đó vừa lúc một người một chén dưỡng sinh canh phí tổn quý cho nên nàng chỉ cấp phòng bếp này đó đầu bếp kế hoạch chưa cho bên ngoài những người đó chuẩn bị lại nói tiếp chúng ta buổi tối ăn cái gì ban nữ sĩ sờ sờ bụng chúng ta buổi tối còn ăn a à? buổi chiều một bên nấu ăn, một bên nhấm nháp, ăn đến thiếu đều no rồi, liền tính ăn đến nhiều, cũng là lưỡng dạ, giống nhau nhấm nháp đại hội, chính là không phụ trách cơm chiều, bọn họ đều cho rằng lập tức phải về khách sạn, Trình Nguyên Hoa cười nói, chúng ta buổi tối ăn mì chua cay đi, a à, mì chua cay, mọi người mông vòng, nửa giờ chờ sau, phía trước còn ở mông vòng mọi người bưng một chén mì chua cay, ăn bún sách đến phi thường cao hứng. Cốc lão gia tử cùng tôn nữ sĩ đều không thế nào ăn cay, nhưng bưng một chén mì chua cay chính là luyến tiếc buông một bên cay đến nước mắt lưng trồng một bên thổi khí ăn bún trình lão bản cấp kính nhi tần tiên sinh giơ ngón tay cái lên hắn liền thích trọng khẩu này mì chua cay quả thực làm hắn hận không thể ở tại trình ký mỹ thực cửa hàng mỗi ngày ăn ngô ăn ngon lưu kim bảo đỏ mặt một bên uống nước một bên ăn một đám đầu bếp sớm tới tìm thời điểm vẫn là nhân mô cẩu dạng Lúc này mỗi người cũng chưa hình tượng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu ăn này mì chua cay. Trình Nguyên Hoa tiếp tục ăn phấn, trong mắt hiện lên ý cười. Bên cạnh, Mạc Nguyên Hạ giọng, ngươi cố ý đi, hắn cũng cảm thấy cay, nhưng hắn là cái có thể nhẫn, trừ bỏ môi đỏ, không có quá biểu hiện ra ngoài. Trình Nguyên Hoa nhướng mày, không tỏ ý kiến. Nàng sắc thật đem cay độ bỏ thêm một chút, này đó đầu bếp nhận thức bao lâu, nàng cùng bọn họ lại mới nhận thức bao lâu. Trình Nguyên Hoa còn nhớ rõ bọn họ mới vừa tiến phòng bếp thời điểm, nhìn nàng kia hoài nghi ánh mắt. Nàng không tức giận, bởi vì nàng biết bọn họ không có ý xấu. Nhưng không đại biểu nàng không thể chơi điểm tiểu tâm cơ đi. Như vậy tùy tiện hướng chỗ nào ngồi xuống, một bên ăn bún, một bên hà hơi, cũng chưa hình tượng quan hệ không phải gần. Nàng tầm mắt nhìn về phía bên cạnh Mạc Nguyên, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Này nha, có điểm thông minh a. À? Lúc này bên ngoài mọi người cũng ở ăn mì chua cay. Trình ký Mỹ thực cửa hàng địa phương hẻo lánh, nguyên tưởng rằng bọn họ muốn sớm hồi khách sạn, không nghĩ tới lại nói ăn cơm lại đi. Lại sau đó, những cái đó đi vào đầu bếp nhóm, bưng mì chua cay ra tới cho chính mình người, Lưu Toàn Phúc cùng Lưu Toàn bội đám người cũng giúp đỡ đoan phấn, thực mau liền một người một chén. Những người này nhìn chính mình trước mặt mì chua cay, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nhưng trên thực tế, Trình ký Mỹ thực cửa hàng này đốn bữa tối xác thật chính là cho bọn hắn ăn mì chua cay. Mọi người biểu tình có chút vi diệu, ta không ăn mì chua cay, có người nói, còn có người dựng thẳng lên một ngón tay đầu, hư, đây chính là sư phụ ngươi tự mình cho ngươi mang sang tới, may mắn không nhiều lắm, ăn đi, sư phụ ngươi buổi tối cũng ăn cái này, ở nhà người khác, vẫn là không cần quá, khi không ăn mì chua cay người thở dài, ai, hảo đi, đoạn dai cũng sửng sốt một chút, nàng cũng không có ăn qua trình ký mỹ thực cửa hàng mì chua cay, trên thực tế, này nguyên phấn bởi vì làm lên phiền toái, cho nên trình ký mỹ thực cửa hàng không có ở trong tiệm bán, trừ bỏ người một nhà, còn không có người ăn qua. Vân chịu đối trình ký mỹ thực cửa hàng tín nhiệm, đoạn dai bưng phấn liền bắt đầu ăn lên, vừa mới tiếng miệng, nàng ánh mắt sáng lên, nàng không có chú ý tới, chủ bá giang hiện tại trào phúng thanh một mảnh, ha 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 ha. Liền ăn mì chua cay sao, hảo xảo, Ta cũng ở ăn mì chua cây, đều không cần đại thật xa chạy đến Bạch Dương Thị đi, nhấm nháp đại hội. Ăn cái này, 233.333 cũng quá bình dân đi, mì chua cây quá dầu mỡ, ta không yêu ăn, dù hoặc không đến ta, phòng phát sóng trực tiếp ở trào phúng, nhưng là thực mau, nhà ăn mọi người bắt đầu nói chuyện, hoa. Này cũng quá ngon đi, ta thiên, ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy mì chua cây, toan đến quá sức, cay đến cấp lực, sản A ta không ăn rau thơm nhưng đây là ta lần đầu tiên cảm thấy rau thơm ăn quá ngon tê ăn ngon một chén mì chua cay cũng không nhiều thực mau liền ăn xong rồi vừa mới cảm thấy chính mình ăn không hết mọi người bắt đầu nói còn có sao lại cho ta một chén ta cũng còn muốn cái gì đã không có a à. thế nhưng đã không có không cần a à. ta còn muốn ăn đoạn giai phòng phát sóng trực tiếp bên trong trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh lại, có người chậm rãi đánh ra, một chén mì chua cay, có như vậy ăn ngon sao, có sao, trên thực tế, thực sự có, thế cho nên bất luận là đầu bếp, vẫn là những người khác, đi thời điểm, đều đối với mì chua cay khen không dứt miệng, bọn họ phải về thành phố trụ khách sạn, hạ gia thịnh bọn họ xe buýt sẽ đem người kéo về đi, trình nguyên hoa không có đưa bọn họ, cáo biệt lúc sau, lưu toàn phúc bọn họ đi đưa, nàng liền ở phòng bếp thu thập, trong phòng bếp ngoài ý muốn còn có một người, Mạc Nguyên. Trình Nguyên Hoa kinh ngạc, ngươi không đi, Mạc Nguyên, ta đến dân túc, đi thôi, đi dân túc. Diệp lão gia tử vuốt trướng phình phình bụng, vẻ mặt thỏa mãn, bên cạnh, Diệp ba sợ hắn ăn qua không tiêu hóa, nâng hắn, Diệp dư chiêu lắc đầu, các ngươi đi trước đi, ta đi giúp trình lão bản thu thập phòng bếp, đêm nay ta trụ bên này, ai ra, mau đi mau đi đi. Diệp lão gia tử làm mặt quỷ, vẻ mặt trêu chọc. Diệp Dư Chiêu bên tai hơi hơi hồng, lập tức xoay người, bước nhanh hướng tới phòng bếp đi đến, Diệp Mụ cảm thán, không thể tưởng được Dư Chiêu cũng có thẹn thùng thời điểm. Thật là thông suốt, Diệp Ba cùng lão gia tử đều cười đến từ ái, nhìn Diệp Dư Chiêu bóng dáng, tươi cười sáng lạng, thẹn thùng, Diệp Dư Chiêu mang theo tươi cười, bước chân nhẹ nhàng đi đến phòng bếp cửa, rồi sau đó, đang xem thanh bên trong thời điểm, hắn bước chân dừng lại, hơi hơi gợi lên khóe miệng nháy mắt cứng đờ. Chương 69 Danh Nhân, Trình Nguyên Hoa kinh ngạc Mạc Nguyên thế nhưng không có đi, đối phương giải thích hắn đã đến dân túc, đêm nay liền ở tại Thang Hòe Thôn, như thế nào nghĩ đến đến dân túc? Trình Nguyên Hoa kinh ngạc, theo lý mà nói, nhấm nháp đại hội này đó bị mời khách quý, hẳn là cùng nhau hành động, Mạc Nguyên như thế nào sẽ đột nhiên rời đi đội ngũ đâu? Mạc Nguyên nhìn nhìn Trình Nguyên Hoa, cười nói, lười đến hồi nội thành, quá xa, ta không thích ngồi xe hơn nữa ta vừa lúc có chuyện muốn cùng ngươi nói, Trình Nguyên Hoa trên mặt kinh ngạc biến thành nghi hoặc, muốn cùng nàng nói chuyện, mặt Nguyên tầm mắt từ này hợp quy tắc thực tốt phòng bếp chuyển qua Trình Nguyên Hoa trên mặt, trừ ra trù nghệ cùng đồ ăn, hắn này vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc xem Trình Nguyên Hoa, không thể không nói, nhìn ngang nhìn dọc, liền tính ánh mắt lại trầm ổn, cũng vẫn là cái tuổi trẻ tiểu nha đầu, đặc biệt là ăn mặc đầu bếp trang mang theo cao cao mũ. Nguyên bản có thể dựa vào trang điểm trở nên thành thục chút tuổi tác, lại bởi vì không thi phấn trang, có vẻ có chút non nớt, đẹp là đẹp, nộn cũng là thật nộn, tốt như vậy tuổi tác. Cũng đã có thể làm ra so sánh hắn tay nghề đồ ăn, hắn ánh mắt quá nghiêm túc, cắt cao nhìn chầm chầm trình nguyên hoa, nhìn chầm chầm đến nàng vẻ mặt không được tự nhiên, nàng lúc này mới chú ý tới, hai người khoảng cách có chút thân cận quá, trình nguyên hoa vội sau này lui một bước, nhưng mà, mặt nguyên tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách, trình nguyên hoa, này tư thế, như thế nào như vậy không đúng mạc nguyên nhìn chăm chú vào nàng long trọng mà mở miệng trình nguyên hoa ngươi nguyện ý làm ta sư muội sao trình nguyên hoa gì sư muội đây là cái gì tân lời kịch mạc nguyên nghiêm túc đứng đắn ngươi thiên phú rất cao ngươi gia gia cũng là lỗ thái xuất thân ngươi nếu là bái sư sư phụ ta ngươi gia gia cùng phụ thân khẳng định sẽ thông cảm bằng vào ngươi thiên phú nhất định có thể đem lỗ thái tiếp tục phát dương quan đại hắn nói lời này là thực nghiêm túc trình lão gia tử cùng trình trường tây nếu là biết trình nguyên hoa bái sư triệu thị lương thiện triệu lão gia tử nằm mơ đều phải cười tỉnh trước cuộc trình lão gia tử liền đối triệu lão gia tử phi thường tôn sùng mà trình gia lỗ thái cùng triệu gia lỗ thái đều là lỗ thái thuộc về cùng căn bái sư triệu lão gia tử vẫn là kéo dài truyền thừa triệu lão gia tử tuổi trẻ thời điểm liền không thế nào thu đồ đệ hiện tại tuổi này đúng là nơi chốn đều có hắn truyền thuyết tuổi tác liền càng không muốn thu đồ đệ mỗi năm đều có vô số người cầu tới cửa cuối cùng cũng không có bái sư thành công chính là bái sư hắn đồ đệ cũng phi thường không dễ dàng sớm chút năm triệu lão gia tử liền buông tha lời nói hắn đã đóng cửa không thu đồ trình nguyên hoa cũng biết mạc nguyên sẽ mở miệng nói lời này là thuyết minh hắn có thể làm triệu lão gia tử thu trình nguyên hoa vì đồ đệ làm nàng trở thành quan môn đệ tử nhưng là nàng vì cái gì muốn bái sư triệu lão gia tử trình nguyên hoa không chút do dự không cần cự tuyệt thanh âm dứt khoát lưu loát, nếu như bị trình lão gia tử đã biết, phỏng chừng quan tài bản đều áp không được, mạc nguyên hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền nhíu mày, trên mặt mang theo khó hiểu, vì cái gì không muốn, ngươi thiên phú rất cao, triệu gia những cái đó có khó khăn kỹ thuật sắc rau, hỏa hậu chờ, đều là ngươi có thể học được đồ vật, ngươi kiến thức cơ bản kéo ngươi thực lực chân sau. Đây là Mạc Nguyên hôm nay quan sát đến ra tới kết luận, liền dùng cuối cùng một đạo ôm sang cá quế phiến tới thuyết minh, trình nguyên hoa món ăn kia ở hương vị thượng kỳ thật là chịu càng nhiều người thích nhưng bởi vì kiến thức cơ bản vấn đề khiến cho hai người đánh ngang tay nếu là hai người cá phiến là đồng dạng dày mỏng hỏa hậu công lực giống nhau kia trình nguyên hoa là nhất định sẽ thắng mạc nguyên sau khi nói xong trình nguyên hoa nghi hoặc mà nhìn hắn nàng có thể cảm giác được mạc nguyên là thiệt tình không nghĩ làm nàng cái này có thiên phú đầu bếp xen lẫn trong bên ngoài muốn cho nàng đi học triệu lão gia tử bản lĩnh đây là vì nàng hảo, nhưng nàng cùng những người khác tình huống không giống nhau, hơn nữa ai có chí nấy, nàng cũng không tưởng bái sư, ta kiến thức cơ bản không tốt, này mọi người đều có thể nhìn ra tới, nhưng ta đi tới phương hướng là không thành vấn đề đi. Trình Nguyên Hoa hỏi lại, nàng biết chính mình kiến thức cơ bản còn không được, cũng biết kiến thức cơ bản vật như vậy, trước nay đều không phải một ngày hai ngày có thể học giỏi, Mạc nguyên. Không thành vấn đề, kiến thức cơ bản không thành vấn đề, đi trước phương hướng không thành vấn đề, hơn nữa học được phi thường nhanh chóng, ta đây vì cái gì muốn đi bái sư đâu. Chính mình như vậy luyện đi xuống, cũng khá tốt nha. Trình Nguyên Hoa mỉm cười hỏi lại, chớp chớp mắt, phản phất đối Mạc Nguyên không hiểu, Mạc Nguyên nhất thời nghẹn lời, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không buông tay, lại nói, sư phụ ta chỗ đó có thể học được chính thống lỗ thái truyền thừa, ta liền thích như bây giờ, muốn làm cái gì đồ ăn liền làm cái đó đồ ăn, chỉ cần ta cao hứng khách hàng vừa lòng không câu nệ cái gì tự điển món ăn trình nguyên hoa tươi cười bất biến muốn làm cái gì đồ ăn liền làm cái đó đồ ăn không hương sao mạc nguyên hắn thế nhưng cảm thấy trình nguyên hoa nói rất có đạo lý trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết còn hẳn là khuyên như thế nào trình nguyên hoa mà trình nguyên hoa đã bắt đầu thu thập đồ vật vừa mới tiếp đãi nhiều người như vậy phòng bếp lúc này chính lộn xộn mạc nguyên vươn tay ta giúp ngươi đi không cần không cần người tới là khách, ngươi nghỉ ngơi đi. Trình Nguyên Hoa xua xua tay, cười nói, Mạc Nguyên đã khi thân thượng tiền, Trình Nguyên Hoa vừa lúc xoay người, hai người đánh vào một khối, Diệp Dư Chiêu chính là lúc này đi đến phòng bếp cửa, hắn mặt mắt thường có thể thấy được biến đen, tươi cười cứng đờ, ánh mắt mang theo kinh ngạc, bên trong, Mạc Nguyên hậu lui một bước, Trình Nguyên Hoa cũng sau này ngưỡng chút, hai người đồng dạng vẽ mặt mờ mịt, xin lỗi. Mạc Nguyên nói, rồi sau đó, hắn ngượng ngùng cười cười. Hắn đối Trình Nguyên Hoa ấn tượng thực hảo, không nghĩ cho nàng lưu lại không tốt ấn tượng. Trình Nguyên Hoa tầm mắt chú ý tới Diệp Dư Chiêu, có chút kinh ngạc, Diệp Dư Chiêu, Diệp Dư Chiêu thu hồi trong mắt khói mù, khóe miệng kéo kéo, đi đến, có chuyện gì sao? Trình Nguyên Hoa tò mò, lúc này đều đã ăn xong rồi, Diệp Dư Chiêu còn giữ làm cái gì? Diệp Dư Chiêu nhàn nhạt mở miệng, ta tới hỗ trợ, hắn tầm mắt ngó quá nhìn qua Mạc Nguyên, bổ câu, ta đêm nay ở nơi này lời này không đầu không đuôi tương đương ái muội ở nơi này trụ chỗ nào cùng ai trụ lời này tương đương thuyết minh hắn cùng trình nguyên hoa thân mật nói lời này thời điểm hắn dư quan chú ý mạc nguyên xem hắn phản ứng nhưng mà làm dịp dư chiêu thất vọng rồi mạc nguyên không có phản ứng dịp dư chiêu người này da mặt như vậy hậu vị tiên sinh này là dịp dư chiêu nhìn về phía mạc nguyên chủ động xuất kích Trình Nguyên Hoa vừa mới há mồm, Mạc Nguyên đã vươn tay, ta kêu Mạc Nguyên, ngươi là, Diệp Dư Chiêu liếc Mạc Nguyên tay liếc mắt một cái, chậm rãi vương chính mình tinh tế thon dài tay, nhàn nhạt nói, Diệp Dư Chiêu, hoa nghênh đi vào trình ký Mỹ thực cửa hàng, ngươi là khách nhân, phòng bếp sự tình vẫn là không phiền toái ngươi, người chủ tư thế phi thường đủ, Mạc Nguyên mỉm cười, không có việc gì, ta cùng Trình Nguyên Hoa có chuyện muốn nói, Diệp Dư Chiêu thu hồi tay, thanh âm lạnh băng, lần sau rồi nói sau ta vừa lúc cùng nguyên hoa cũng có chuyện muốn nói một cái trình nguyên hoa một cái nguyên hoa không tiếng động va chạm mạc nguyên không nói chuyện cũng không nhúc nhích vì thế diệp dư chiêu xoay người nắm trình nguyên hoa trên tay mâm thanh âm ôm nhu ngươi nghỉ ngơi ta đến đây đi mạc tiên sinh là khách nhân ngươi như thế nào có thể làm hắn làm việc đâu trình nguyên hoa nàng vẽ mặt mộng bức không biết vì cái gì nàng cảm thấy đêm nay diệp dư chiêu thật sự là có chút khác thường còn có hắn cái này ngữ khí như thế nào kỳ kỳ quái quái mạc nguyên nhìn ra diệp dư chiêu địch ý hắn tự thân khí thế mười phần diệp dư chiêu khí thế so với hắn càng sâu giống như là hai cái mỹ nữ xuất hiện ở cùng cái địa phương giống nhau luôn là sẽ cố ý vô tình sánh bằng hai cái nam nhân cũng không sai biệt lắm đặc biệt là ở đây còn có một cái đưa bọn họ liên lụy ở bên nhau nữ nhân mạc nguyên đương nhiên không có khả năng đối trình nguyên hoa nhất kiến chung tình nhưng hắn cảm thấy dịp dư chiêu cái này phản ứng làm hắn theo bản năng liền tưởng mới vừa đi lên dưới loại tình huống này nào có nam nhân nhận thua vì thế mạc nguyên nói ta cũng không phải người ngoài ta cùng nguyên hoa nhất kiến như cố lẫn nhau đều có thể ở đối phương trên người học được đồ vật không tính người ngoài giúp bằng hữu vội cũng là hẳn là hắn cũng duỗi tay nắm lấy trình nguyên hoa trên tay mâm một cái mâm mặt trên ba bàn tay hai người tầm mắt tương đối dị thường sắc bén đều là phi thường tuấn Mỹ nam nhân. Diệp Dư Chiêu tuy rằng tuổi muốn tiểu một chút, nhưng hàng năm làm Diệp bốt, khí thế càng cường. Mạc Nguyên càng có thành thục nam nhân mị lực, khóe miệng cắn câu, nam nhân gợi cảm mãn phân. Diệp Dư Chiêu đánh trả, ta hỗ trợ liền có thể, ta đối nơi này quen thuộc. Mạc Nguyên phản kích, ngươi xuyên y phục quá quý, làm dơ lãng phí, ta xuyên y phục liền thích hợp hỗ trợ. Diệp Dư Chiêu tầm mắt lạnh hơn, tựa như băng đao, đổi cá nhân có lẽ đều túng nhưng Mạc Nguyên đã làm quốc yến đồ ăn, còn cùng người lãnh đạo gặp qua, kháng áp năng lực cực cường, một chút không túng, nhìn lại hắn, bùng bùng, phản phất có điện lưu thanh âm, trình nguyên hoa, vì cái gì một cái hai cái, đều như vậy kỳ quái, trình nguyên hoa buông ra tay, mâm tới rồi dịp dư chiêu cùng Mạc Nguyên trên tay, nàng nói, vậy các ngươi cùng nhau thu thập đi, ta vừa lúc đi nghỉ một lát, dịp dư chiêu, Mạc Nguyên. Trình Nguyên Hoa đi bên cạnh bể bếp băng ghế ngồi xuống, móc ra mấy viên hạt dưa, một bên thái một bên hỏi, đúng rồi, các ngươi có nói cái gì phải cho ta nói. Từng chuyện mà nói đi, ta nghe đâu, dịp dư chiêu, mạc nguyên, thế nào? Tới có phải hay không liền kiếm lời? Sư huyền tươi cười sáng lạng đem một chậu mì chua cây đặt ở hai người trung gian, vương nhớ cũng nở nụ cười, làm khó tiểu tử ngươi nhớ rõ ta, sư huyền lắc đầu, cười nhạt một tiếng, ta nhớ ngươi làm gì? Cảm tạ trình lão bản đi thôi, nàng còn nhớ rõ ngươi lần trước giúp nàng giải quyết từ ngọc sự tình ngươi tịch thu nàng tiền nàng liền nhớ thương trả lại ngươi nhân tình vương nhớ cảm thán trình lão bản người này trượng nghĩa hắn duỗi tay tiếp nhận sư huyền đưa qua chén đũa kinh ngạc nói như thế nào chỉ có chén nhỏ chén lớn đều cấp bên ngoài người trang bì chua cây chúng ta liền dùng chén nhỏ đi chọn đến trong chén ăn sư huyền nói đã dẫn đầu ăn lên vương nhớ lắc đầu cũng đi theo ăn lên ăn ngon thật vương nhớ nhịn không được gật đầu, cười cười, sư huyền nhớ mày, ngươi nhưng cuối cùng cười, gần nhất làm sao vậy? Tâm tình như vậy không tốt, người cũng không biết chạy đi đâu, buổi chiều mới gấp trở về, vương nhớ hơi hơi cúi đầu, thậm chí dừng lại ăn mì chua cay, có thể làm người nhịn xuống muốn ăn, có thể thấy được là phi thường đại sự tình, sư huyền ánh mắt càng thêm nghi hoặc, biểu tình cũng có vài phần ngưng trọng, vương nhớ nói, ta nghe nói. Ca thần thân thể càng không hảo, khoảng thời gian trước lại đưa bệnh viện đi, sư huyền đầy mặt kinh ngạc, ca thần đã chuyển tới phía sau màn, cũng bởi vậy, học xuất thượng không có chuyện này, sư huyền cũng liền không biết, vương nhớ đầy mặt ấy nấy, sư huyền hỏi, vậy ngươi chạy đi đâu? Ngươi muốn làm cái gì, ta đi tìm ngô trung tuyền ngô tiên sinh, vương nhớ hơi hơi cúi đầu, đáng tiếc chẳng sợ ta nhờ người tìm quan hệ tìm được nhà hắn đi, cũng không có biện pháp, sư huyền vội hỏi, như thế nào không có biện pháp, đều tìm được trong nhà, lại như thế nào không có biện pháp, trị không hết, Vương nhớ thở dài, buồn bã nói, Ngô tiên sinh con của hắn nói hắn không ở nhà, hỏi khi nào trở về, lại nói ngày về không chừng, ta chờ hai ngày, đều không có động tĩnh, một đống tuổi, sao có thể một người chạy ra đi, khẳng định là thoái thác nói, nói lên cái này hắn liền buồn bực, bất quá Ngô Trung Tuyền tuổi tác thật sự lớn, nhân gia xem bệnh người là cái gì thân phận? Chính mình lại là cái gì thân phận? ăn bế môn canh cũng không ngoài ý muốn, chỉ là phi thường mất mát, Sư Huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi mà nói, "Tính, đừng nghĩ, ăn trước mì chua cay đi, có thể vui sướng một khắc liền vui sướng một khắc, này vẫn là Trình lão bản cố ý cho chúng ta lưu lại, ai, hảo, buổi tối mì chua cay làm rất nhiều, nhưng không chịu nổi người nhiều, hảo những người này không đói bụng đều ăn một chén, ăn một chén lại còn muốn ăn đệ nhị chén, thế cho nên đi thời điểm, đều tâm tâm niệm niệm" thậm chí có loại. Không hề ăn một chén đều ngủ không tốt cảm giác, Ngô Trung Tuyền chính là một trong số đó, hắn mấy ngày nay liền ở tại trình ký Mỹ thực cửa hàng, mì chua cây đã không có, hắn nuốt nuốt nước miếng, hận không thể lại đến hai chén, đáng tiếc. Hắn vừa mới đi phòng bếp hỏi, Trình Nguyên Hoa nói một chén đều không có dư lại, vẫn đều ăn xong rồi, hiện nấu đều không thành, Ngô Trung Tuyền ủ rũ cục đuôi, phòng bếp trừ bỏ Trình Nguyên Hoa, còn có hai cái bầu không khí kỳ quái anh tuấn nam nhân ở rửa chén, hắn nhưng thật ra đều gặp qua, một cái là phía trước tới trình ký mỹ thực cửa hàng ăn cơm xong, một cái là hôm nay ngồi ở bàn ăn nhấm nháp đầu bếp chi nhất bầu không khí kỳ quái đến hắn đợi biệt nữ. vì thế Ngô Trung Tuyền ở Trình Nguyên Hoa chỗ đó phân đem hạt dưa liền đi hậu viện, nhưng mà hắn vừa mới đi đến hậu viện đã nghe đến một cổ nồng đậm mì chua cây mùi hương, hắn nhanh hơn bước chân đi đến mùi hương tới vị trí cây lê hạ hai thanh ghế nằm trung gian trên bàn thả một đại bồn mì chua cây nhưng hai thanh trên ghế nằm ngồi người một người tuổi trẻ một cái tuổi hơi lớn bọn họ một người cầm một cái chén nhỏ chọn mì chua cây ăn như vậy đại một chậu mì chua cây xem đến ngô trung tuyền không được nuốt nước miếng trên mặt đất có chỉ tiểu hắc cẩu đối với tuổi trẻ chút người nọ phe phẩy cái đuôi trong miệng thanh âm mang theo nải hung nải hung ngao ô sư huyền hoàng thượng nha ngươi là cẩu không phải lang chắc chỗ nào học được gọi bậy, ngao ô, sư huyền. Không được, thật không được, ngươi chủ nhân nói, liền cho ngươi ăn một chút, ngươi đều đã ăn, như thế nào còn muốn, ngao ô, ngao ô, sư huyền, không cho. Lại kêu cũng vô dụng, bên cạnh, vương nhớ cười lên tiếng, phục, sư huyền trừng hắn một cái, vương nhớ nói, ngươi cùng một con cậu nói cái gì, nó còn có thể nghe hiểu ngươi nói cái gì không thành, sư huyền vẽ mặt nghiêm túc, nó tuy rằng không thể trăm phần trăm nghe hiểu, nhưng thông minh thật sự trên cơ bản biểu đạt ý tứ nó đều hiểu hắn thanh âm phi thường khẳng định nói bừa một con cậu còn có thể thành tinh không thành ta xem ngươi vương nhớ nói dừng lại bởi vì hoàng thượng chính hung ác mà trừng mắt hắn nghe răng trợn mắt tuy rằng như vậy tiểu nhân nãy cẩu một chút bi hiếp lực cũng không có nhưng vẫn là làm vương nhớ hung hăng lắp bắp kinh hãi này cậu thật thành tinh vương nhớ kinh hãi ta nói cho ngươi ngươi đừng xem thường hoàng thượng chúng ta đạo diễn quá thích nó, muốn cho nó lại chụp một bộ kịch, thù lao đóng phim đều mau chạy đến cùng ta không sai biệt lắm. Sư huyền tấm tắt hai tiếng, cái gì, sư huyền ăn bún, một bên hút khí, một bên nói, trình lão bản không đáp ứng, nàng nói chụp một bộ là đủ rồi, vương nhớ lắc đầu, cảm thán, thật là người không bằng cậu nha, một con cậu là có thể tránh đến so người đều nhiều, sư huyền đối với hắn mắt trợn trắng, vô ngữ nói, ngươi là ghen ghét sao hoàng thượng có thể lý giải người mệnh lệnh, biết người muốn làm cái gì, cũng nguyện ý phối hợp, còn hội diễn khóc diễn, ngươi có thể nghe hiểu cậu nói cái gì sao, ngươi nếu có thể, ta bảo đảm ngươi so hoàng thượng tránh đến còn nhiều, vương nhớ, nói lên hoàng thượng chụp khóc diễn, sư huyền cũng là lắp bắt kinh hải, đó là chỉnh bộ kịch khó nhất một vở diễn, lúc ấy vẫn luôn đang nói khẳng định không hảo chụp, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Vốn dĩ vẫn luôn chụp không tốt hoàng thượng, ở sư huyền uy hiếp nó, ngươi nếu là diễn không hảo này ra diễn liền không cho ngươi trở về xem ngươi chủ nhân sau đó hoàng thượng mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm trên nét mặt phanh một tiếng chổng vó ngã xuống đất nước mắt lưng tròng cuối cùng chảy xuống một giọt chân quý cẩu nước mắt mọi người sợ ngây người sôi nổi chụp ảnh ghi hình đoàn phim còn đem cái này ngoài lề tiệc ra tới phóng trên mạng đúng vậy chính là ngày hôm qua đầu đề cậu tử thành tinh kịch còn không có bá ra hoàng thượng cũng đã vì bọn họ đoàn phim hấp dẫn vô số chú ý độ, ứng võng hữu yêu cầu, cũng ở trưng cầu trình nguyên hoa đồng ý sau, vì hoàng thượng khai uây bộ, hiện tại đã có chú ý độ, vừa mới sư huyền thả hoàng thượng ăn mì chua cây đoạn ngắn, trên mạng chính một mảnh ngao ngao thanh, chờ đến khi kịch bá ra, hoàng thượng nhiệt độ sợ là còn muốn tăng nhiều, nhất hồng cẩu tử, nghĩ vậy nhi sư huyền liền nhịn không được bật cười, mà lúc này, Ngồi ở hắn đối diện vương nhớ chú ý tới cách đó không xa có người một cái người xa lạ vương nhớ nhìn nhìn trước mặt sư huyền lập tức đứng lên đối với người nọ nói bên này là hậu viện khách hàng không thể lại đây chạy nhanh đi ra ngoài đi ngô trung tuyền nhìn bọn họ trước mặt một chậu mì chua cây truy vấn các ngươi như thế nào có nhiều như vậy vương nhớ mày nhăn đến càng khẩn thanh âm thực hung chạy nhanh đi ra ngoài không được ở chỗ này đợi nếu không ta cáo ngươi tư sấm dân trạch không trách hắn như vậy hung thật sự là bởi vì sư huyền liền ở chỗ này nếu bị người phát hiện, lại sẽ có không ít phóng viên chạy tới, còn sẽ có phóng viên phát hiện, sư huyền thường thường liền xuất hiện ở trình ký Mỹ thực cửa hàng chuyện này, khi trình lão bản bọn họ còn không được bị phiền chết. Vương nhớ đã làm phóng viên giải trí, biết một phần hữu dụng tư liệu giá trị nhiều ít, cũng biết những cái đó phóng viên giải trí vì tiền có thể làm được tình trạng gì, cho nên hắn hiện tại đầu tiên nghĩ đến chính là không thể làm người này thấy sư huyền. Ngô Trung Tuyền vừa nghe, giận dữ, cái gì kêu tư sấm dân trạch, ta là trình lão bản khách nhân ta gần nhất đều ở tại trình ký mỹ thực cửa hàng ta còn không có hỏi ngươi hai là ai đâu như thế nào ở chỗ này cất giấu ăn mì chua cay ngô trung tuyền cũng thực tức giận hắn như vậy thân phận cùng địa vị đi đến chỗ nào đều là bị người phủng người này thế nhưng đối hắn như thế vô lễ hơn nữa này hai người thân phận cũng thật sự là khả nghi hôm nay trình ký mỹ thực cửa hàng người đều ở hỗ trợ nên ăn cơm thời điểm cũng đều ở bên ngoài ăn cơm nào có người giấu ở mặt sau ăn ngô trung tuyền đối hai người cũng là vẻ mặt hoài nghi tầm mắt cùng vương nhớ tầm mắt đối thượng đều phi thường không cao hứng lúc này sư huyền quay đầu lại mở miệng hỏi lão tiên sinh ngươi có chuyện gì sao người này nếu là trình nguyên hoa khách nhân cũng là có khả năng bọn họ đã thật lâu không có đã trở lại hôm nay vừa mới đến gần nhất trình ký mỹ thực cửa hàng ở người nào bọn họ cũng không biết mà người này hướng tới bọn họ đi tới khẳng định là có việc Ngô Trung Tuyền kéo cái ghế ngồi ở cái bàn bên cạnh, cũng chính là hai người trước mặt, hắn biểu tình có hai phân rối rắm, rốt cuộc. Vừa mới mới cùng nam nhân kia cãi nhau, hiện tại đưa ra muốn ăn mì chua cay, thật sự hảo sao, vương nhớ cũng biết chính mình hiểu lầm, thanh âm lập tức trở nên khách khí chút, xin hỏi ngài có chuyện gì sao, lại lần nữa truy vấn, ngô trung tuyền mở miệng, ta muốn ăn mì chua cay, sư huyền, vương nhớ, ngô trung tuyền ho khan một tiếng, đúng lý hợp tình, ngươi vừa mới đối ta như vậy không lễ phép, hiện tại đem các ngươi mì chua cây phân ta một chút lại làm sao vậy, hắn đều một đống tuổi, cũng không bao lâu nhưng sống, an an ổn ổn ban đêm cũng không biết còn có bao nhiêu, đêm nay hắn liền tưởng lại ăn chén mì chua cây ngủ tiếp, nếu không thể thỏa mãn hắn, hắn ngủ không tốt, tâm tình không tốt, quả thực là lãng phí sinh mệnh, ngô trung tuyền thuyết phục chính mình, da mặt dày, tức khắc trở nên yên tâm thoải mái. Vương nhớ chịu phục, hắn vốn dĩ liền đối này không lễ phép lão nhân không có gì ấn tượng tốt chính mình hiểu lầm hắn xác thật là chính mình sai nhưng đối phương thế nhưng đúng lý hợp tình muốn mì chua cây này vương nhớ chịu đựng tính tình giải thích một câu ta đây hướng ngươi xin lỗi ta hiểu lầm ngươi là khách nhân chúng ta bên này không có phương tiện cho nên không thể tiếp đãi người có cái gì không có phương tiện ngô trung tuyền hỏi lại chẳng lẽ ngươi vẫn là cái danh nhân không thành vương nhớ hắn thật là lấy loại này cố chấp lão nhân không có biện pháp, ta không quá phương tiện, ta là hỗn giới giải trí, có chút nhân khí, nếu bị chụp tới rồi, đối trình ký mỹ thực cửa hàng không tốt, thỉnh lão tiên sinh thông cảm. Sư huyền hỗ trợ giải thích một câu, ngô trung tuyền lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua sư huyền trên mặt, khiếp mắt đánh giá, nửa ngày, hắn nói, không quen biết, sư huyền, vương nhớ. Mì chua cay là ta cùng hắn ăn, ngài nếu muốn ăn, liền hỏi trình lão bản muốn đi trình lão bản chỗ đó nếu là có ta tìm ngươi làm gì ngô trung tuyền thái độ đúng lý hợp tình vương nhớ tạc phẫn nộ nói uy lão nhân nơi này không phải nhà ngươi ngươi cho rằng ai đều phải phủng ngươi sao đi 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 đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm ngô trung tuyền như vậy vừa thấy chính là nhiều năm bị người phủng hơn nữa theo tuổi càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng lão ngoan đồng nhưng rốt cuộc cũng không có gì ý xấu Thấy hai người đều không muốn phân cho hắn một chén, liền ủy quốc ba ba đứng lên, hắn biểu tình phi thường ủy quốc, vừa đi một bên nhỏ giọng nói thầm, danh nhân rồi không dậy nổi a, à. Ta còn là danh nhân đâu, tái biển thước. Tên tuổi so các ngươi vang dội nhiều, chương 70 kiến nghị, ngô lão nhân thực ủy quốc, sau lưng mì chua cây hương vị thường thường truyền tới, lệnh người đi tới bước chân đều trở nên lão đảo không nghĩ rời đi, ai? không biết lần sau muốn như thế nào mới có thể cầu được trình lão bản lại làm một lần. Hắn đi rồi vài bước, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm, lão nhân gia, bằng không ăn chút đi, là sư huyền thanh âm, ngô trung suối nguồn tình sáng ngời, dưới chân lại nhanh hơn bước chân. Hắn thực mau biến mất ở trong tầm mắt, vương nhớ nhúng nhúng vai, này cũng liền đủ hai chúng ta ăn, căn bản là không có nhiều, ngươi phải cho lão nhân kia phân chút, hắn còn sinh khí từ bỏ. Thật là, sư huyền lắc đầu, không nói chuyện, hắn vừa mới xem lão nhân kia rời đi biểu tình, đột nhiên nhớ tới chính mình gia gia, cái kia mọi người thân nhân chung, duy nhất đối chính mình là thiệt tình người, chính là chết quá sớm, thế cho nên chỉ để lại một cái nhăn dúng gió một khuôn mặt, đáng thương hề hề bộ dáng ở trong trí nhớ, hai người cúi đầu chuẩn bị tiếp tục ăn, vừa mới biến mất lão nhân lại đi rồi trở về, bước chân phi thường mau, trên tay. Cầm một cái chén cùng một đôi chiếc đũa, Nga, nguyên lai vừa mới không phải sinh khí không ăn là đi cầm chén đũa tiểu soái ca ngươi lớn lên so với hắn hảo người cũng so với hắn hảo ngô trung tuyền tươi cười sáng lạn vương nhớ này liền làm hắn không cao hứng vì thế hắn nói lão nhân người chính là khách khí một chút ngươi thật đúng là lại về rồi vì miếng ăn ngươi đến mức này sao ngô trung tuyền vừa nghe vương đi chiếc đũa thu hồi tới hắn trừng mắt vương nhớ thở phì phì nói không ăn thì không ăn ngươi người này sao như vậy a à? làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau vừa thấy ngươi liền không tiểu soái ca có tiền đồ vương nhớ hắn cũng trừng mắt ngô trung tuyền lưu cái gì một đường hai ta ra cửa này ai cũng không quen biết ai ngươi lại không phải ông nội của ta ta còn sủng ngươi đâu ngô trung tuyền thanh âm trung khí mười phần ta ngô trung tuyền nếu là có ngươi như vậy tôn tử ta phải bực chết sách ta còn vương nhớ giọng nói bỏ dở trừng lớn đôi mắt hắn ánh mắt phản phất là gặp quỷ giống nhau, ngơ ngác nhìn Ngô Trung Tuyền, Sư Huyền cũng là sửng sốt, rồi sau đó hỏi, Ngô Trung Tuyền. Ngươi là thành phố B tái biển thức Ngô Tiên Sinh, Ngô Lão Nhân cầm vừa nhất, phi thường kiêu ngạo mà nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là tái biển thức Ngô Trung Tuyền, sao tích. Ngươi cũng biết ta, trong miệng hắn nói như vậy, trong lòng Mỹ thật sự, nhìn đi, hắn liền nói hắn cũng là cái danh nhân đi, tấm tắt, người này ký bên cạnh, vương nhớ dơ một chỉnh bồn mì chua cay, gào thanh, da da. Thỉnh dùng bữa, ngô trung tuyền, ngô trung tuyền không phải một cái cỡ nào có tiếc người, có lẽ đối ngoại còn có, nhưng đối với chính mình thích ăn, tiếc gì đó, từ hắn đưa tới cửa chủ động cấp trình ký mỹ thực cửa hàng mọi người, xem bệnh, liền biết, tiếc đã sớm vì ăn vứt không thấy. Tuy rằng biết vương nhớ đột nhiên thay đổi thái độ khẳng định là có sở cầu, nhưng xem tại đây bồn mì chua cây mặt mũi thượng Ngô Trung Tuyền vẫn là ngồi xuống, một bên ăn một bên cùng sư huyền nói chuyện, hoàn toàn không phản ứng vương nhớ, tiểu tử ngươi liền không tồi, người đôi khi chính là như vậy, không cần thiết quá mức so đo, ăn nhiều mấy khẩu lại không thể thăng thiên, người khác muốn, cấp một chút liền cấp một chút sao, Ngô Trung Tuyền hướng tới sư huyền thuyết giáo, sư huyền gật gật đầu, cười như không cười mà nhìn vương nhớ liếc mắt một cái. Vương nhớ lập tức từ đối với Ngô Trung Tuyền nịnh nọt tươi cười biến thành đối với Diệp Dư Chiêu cầu xin. Ngô Trung Tuyền lại hỏi, tiểu tử ngươi là cái danh nhân, làm gì đó, diễn kịch. Sư Huyền bình tĩnh mở miệng, Ngô Trung Tuyền có chút cây, bưng lên bên cạnh nước uống hai khẩu, cách không được ta cũng cảm thấy ngươi có hai phân quen mắt, phỏng chừng là ở đâu gặp qua ngươi. Sư Huyền cười, dưới chân, Hoàng thượng còn ở năng nỉ, hắn chọn một cây mì chua cây, gấp một chút đặt ở lòng bàn tay, công lưng cấp Hoàng thượng ăn. Hoàng thượng tức khắc vừa lòng, một ngụm ăn xong, liền ngồi xổm trên mặt đất hà hơi, này nha là thật sự sợ cay, cũng là thật sự thích ăn mì chua cay, ngô tiên sinh, ngươi như thế nào ở trình ký Mỹ thực cửa hàng nơi này? Đến phiên sư huyền hỏi ngô trung tuyền, khụ khụ, ngô trung tuyền chưa nói chính mình như thế nào tới, chỉ nói, ta hiện tại đang ở cấp trịnh uyển điều dưỡng thân thể, chờ đến nhấm nháp đại hội lúc sau lại rời đi, hắn nói xong chính mình lại nhịn không được bổ câu, người đời này tồn tại cũng chính là như vậy hồi sự nhi sắp đến đầu tới mới cảm thấy chính mình bỏ lỡ thật nhiều đồ vật, tuy rằng không hối hận, nhưng thừa dịp hiện tại năng động có thể ăn, có thể nhiều thấy điểm liền nhiều thấy điểm, được thêm kiến thức, đây là ngô trung tuyền tự đáy lòng ý tưởng, hắn đời này đều là vì, trung y, hai chữ, vì học tập, nửa đời trước trên cơ bản chỗ nào cũng chưa đi, liền ở dược phòng vẫn luôn học tập, sau lại liền bắt đầu nơi nơi cho người ta xem bệnh, chờ đến ngao đến lúc tuổi già, y thuật thành thạo lúc sau lại bắt đầu vì như vậy như vậy danh dự người bệnh vội tới vội đi đời này hắn trên cơ bản không có xem qua cái gì cái gọi là phong cảnh cũng chưa từng có nhiều nhân sinh trải qua hiện tại nửa cái chân rảo bước tiến lên quan tài mới bắt đầu nghĩ như thế nào làm chính mình cao hứng như thế nào nhiều nếm thử nhiều trông thấy sư huyền gật gật đầu hắn phía trước chính là vì cái này vấn đề rối rắm quá khi đó hắn liền suy nghĩ rốt cuộc là hồi giới giải trí vẫn là như vậy lưu tại trình ký mỹ thực cửa hàng hắn vì thế còn hung hăng rối rắm một phen cũng may hắn cuối cùng kiên định ý nghĩ của chính mình là nha nhưng ai có chí nấy ta đời này nếu là chỉ lo đi lãnh hội phong cảnh tới rồi lão thời điểm phỏng chừng càng hối hận chính mình cả đời này chẳng làm nên trò trống gì sống một đời tại đây từ từ lịch sử sông dài bên trong thế nhưng một chút dấu vết cũng không có lưu lại một kiện có ý nghĩa sự tình cũng không có đã làm sư huyền lắc đầu còn không phải sao ngô trung tuyền đi theo cảm thán sư huyền cười cười lại nói cho nên ở kiên trì làm một ít có thành tựu cảm sự tình đồng thời còn có thể ngẫu nhiên chậm lại hưởng thụ sinh hoạt hắn nói đến hưởng thụ sinh hoạt thời điểm gõ gõ trang mì chua cây chén đây mới là hạnh phúc nhất sự tình ngô trung tuyền sửng sốt một chút rồi sau đó đi theo cười rộ lên tiểu tử ngươi đừng nhìn tuổi còn trẻ thế nhưng đã lớn như vậy triệt hiểu ra đến đây đi ta kính ngươi một ly hắn bưng ly nước bên trong bởi vì sợ cây chuẩn bị ôn khai thủy sư huyền bất đắc dĩ cũng cười nâng chén hai người một bên uống nước sôi để nguội một bên trò chuyện với nhau thật vui mãi cho đến mì chua cây ăn xong mới chính thức ngưng hẳn đề tài bên cạnh vương nhớ ăn thật sự thiếu tầm mắt toàn dùng để chú ý ngô trung tuyền chờ đến ngô trung tuyền ăn xong hắn xoa xoa miệng mới rốt cuộc đem tầm mắt đặt ở vương nhớ trên người, nhớ mày, nói đi, xem ở sư huyền mặt mũi thượng, ta nghe một chút ngươi muốn làm gì, vương nhớ lập tức kích động lên, hắn đôi mắt tức khắc sáng, xoa xoa tay, mắt trông mong nhìn ngô trung tuyền, ngô tiên sinh, ta ở nhà ngươi trung đi hai ngày, không khéo, ngươi đang ở trình ký mỹ thực cửa hàng, nhưng cũng may chúng ta có duyên, vừa lúc ở nơi này gặp gỡ, nói trọng điểm. Ngô Trung Tuyền vuốt ve râu, không thế nào kiên nhẫn mà nói, ta tưởng thỉnh ngài cho ta một cái bằng hữu xem bệnh vương nhớ lập tức nói ngô trung tuyền trả lời đã biết rồi sau đó đứng lên bưng chén đi rồi liền như vậy đi rồi đã không có nói có thể cũng không có nói không thể vương nhớ vẻ mặt mộng bức hắn trong tầm mắt ngô trung tuyền bóng dáng đã biến mất không thấy hắn lại nhìn về phía sư huyền mờ mịt nói hắn đây là đồng ý vẫn là không đồng ý sư huyền cũng không biết ngô trung tuyền là có ý tứ gì liền nói mặc kệ hắn đồng ý không đồng ý này nhấm nháp đại hội không phải còn có hai ngày sau ngươi lại năn nỉ hắn một chút thật sự không được làm trình lão bản giúp ngươi người này ở tại trình ký mỹ thực cửa hàng hiển nhiên cùng trình nguyên hoa quan hệ không tồi trình nguyên hoa nếu là mở miệng đối phương khẳng định là sẽ cho một cái mặt mũi vương nhớ gật gật đầu trước mắt chỉ có như vậy sư huyền lại nói ta nói ngươi cũng thật là vừa mới phát hiện người này là trình ký mỹ thực cửa hàng khách nhân thời điểm nên đối hắn thách khí chút, bằng không hắn cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt xem cũng không phải là vừa mới phát hiện đối phương là trình nguyên hoa làm ở tại trình ký mỹ thực cửa hàng người kia vương kỹ yếu là mời hắn ăn mì chua cây liền xem tại đây phấn mặt mũi thượng đối phương cũng không đến mức cấp vương nhớ sắc mặt vương nhớ cũng là đầy mặt ảo não nhưng đã phát sinh sự tình hiện tại đã không làm nên chuyện gì huống hồ vừa mới hắn là thật sự sốt ruột sau lại chính là bởi vì tâm tình không hảo cùng lão nhân kia khiêu khích Đem cục diện biến thành như vậy, hắn nhịn không được đối sư Huyền nói, "Không phải ta nói, Trình lão bản rốt cuộc là người nào a?" À? Này trong tiệm một cái hai cái, mỗi người đều không đơn giản, tùy tiện một cái lão nhân đều là cái thần y, còn có cái kia điệu thấp dịu dàng Trình Uyển, nguyên bản cho rằng đây là cái lai lịch đơn giản, không nghĩ tới. Nàng lão công là vinh tiên sinh, này Trình ký mỹ thực cửa hàng, thật là. Ngoạ hổ tàn long." Sư Huyền cười lắc đầu, đứng lên Thu thập chén đũa trong phòng bếp, Trình Nguyên Hoa nhìn tẩy xong chén hai cái Anh Tuấn Nam Nhân, cảm thán một câu: Nguyên lai like các ngươi hai cái làm việc đều là một phen hảo thủ a, lớn lên xoái người cũng là có thể xuống bếp sao? Về sau các ngươi tức phụ thật có phúc, nghe được khích lệ, hai người đồng thời vui vẻ, lại chú ý tới bên cạnh còn có cái không thích người, tiếp thu đồng dạng ca ngợi, tức khắc lại kéo xuống mặt. Lúc này, sư Huyền cùng Vương nhớ tiến vào, ai nha, đã tẩy xong rồi sao? này còn có hai cái đâu cùng nhau giặt sạch đi sư huyền tươi cười đầy mặt đương nhiên mà đem chén đổ ra bên ngoài đệ hắn trước đưa tới mặt nguyên trước mặt đối phương sâu kín mà nhìn hắn một cái sư huyền hắn lại cầm chén đổ thay đổi cái phương hướng còn không có duỗi đến dịp dư chiêu trước mặt đối phương băng đao dường như ánh mắt liền trắc lại đây sư huyền tính ta chính mình tẩy đi trình nguyên hoa đã đem hoàng thượng ôm ở trên tay cũng không phản ứng bọn họ chi gian kiện tụng giải quyết tốt hậu quả công tác làm tốt sau, Mạc Nguyên cùng Trình Nguyên Hoa chào hỏi, Nguyên Hoa, ta đây liền đi rồi, ta hôm nay cho ngươi đề kiến nghị ngươi có thể thận trọng suy xét một chút, tùy thời đều hữu hiệu, nói xong, hắn liền cười đi rồi, bóng dáng tiêu sái thông dong. bởi vì dịp dư chiêu tác thượng quan tư, hắn đổi giọng gọi Nguyên Hoa, liền không có lại sửa trở về, mà bên cạnh, dịp dư chiêu lỗ tai giật giật, hỏi, cái gì kiến nghị, hắn vừa mới không có tới phía trước, Trình Nguyên Hoa cùng Mạc Nguyên chính là nói một hồi lâu lời nói, là cùng vừa mới Mạc Nguyên nói được cái gì kiến nghị có quan hệ, Diệp Dư Chiêu hiếp mắt, ánh mắt có vài phần nguy hiểm, Trình Nguyên Hoa vội vàng loát Hoàng thượng, Hoàng thượng một bên bán manh một bên phân đi Trình Nguyên Hoa sở hữu lực chú ý, bởi vậy, nàng không chút để ý mà hồi phục, cũng không có gì, Diệp Dư Chiêu, hắn đem nguy hiểm ánh mắt chuyển qua cẩu trên người, Hoàng thượng rõ ràng đang cùng chủ nhân chơi đến cao hứng, đột nhiên mặt danh phát lạnh nó dừng một chút, rồi sau đó hướng chủ nhân trong lòng ngực toản, một bộ tiểu đáng thương cầu an ủi, bộ dáng, ngô, hảo đáng yêu. Trình Nguyên Hoa nắm thật chặt ôm hoàng thượng tay, cười đến sáng lạng, dịp dư chiêu, nhấm nháp đại hội ngày hôm sau, nam thúc như cũ mang theo mọi người ở giữa trưa cơm điểm phía trước đã đến, lúc này đây này đó đầu bếp nhóm càng thêm ngựa quen đường cũ, trực tiếp vào trình ký Mỹ thực cửa hàng đại môn. Ở trong sân ăn cái trứng luộc trong nước trà, lại một người cầm một khối bánh kem ngồi ở vòng tròn lớn trên bàn ăn trên bàn cơm mọi người đầu bếp trò chuyện thiên không thể không nói trình ký mỹ thực cửa hàng bánh kem là phi thường ăn ngon này bánh kem đệ nhất cà lăm lên tiên đệ nhị cà lăm lên hương một hơi ăn xong đi một khối hai khối một chút cũng không nị đúng vậy ta vốn là không ăn bánh kem nhưng trình ký mỹ thực cửa hàng bánh kem hương vị hảo không nghĩ tới trình lão bản không chỉ có đồ ăn trung quốc làm được như vậy hảo ngay cả bánh ngọt kiểu âu tây cũng là thực ưu tú quay đầu lại ta trở về thời điểm tìm trình lão bản mua một cái cho ta cháu trai cháu gái mang về lại nói tiếp cốc lão gia tử bánh ngọt kiểu âu tây làm được cũng thực không tồi chờ lát nữa có thể cùng trình lão bản giao lưu giao lưu không biết đã xảy ra cái gì sự tình tốt bọn họ biểu tình đều phi thường cao hứng nhưng rồi lại một câu không đề cái này làm cho đi theo bọn họ tới những cái đó các đồ đệ đầy mặt kinh ngạc nghĩ chẳng lẽ là ngày hôm qua ăn đến rất cao hứng cho nên mới dị thường chờ mong hôm nay đầu bếp nhóm liêu đến náo nhiệt trong đám người vương nhớ đối với ngô trung tuyền đi theo làm tùy tùng ngươi đường đường một cái đại phóng viên bộ dáng này không cảm thấy nhân tài không được trọng dụng đâu ngô trung tuyền liếc hắn liếc mắt một cái vương nhớ lúc này cùng hắn ngồi ở cùng nhau cho hắn đổ nước lấy bánh kem lột trứng luộc trong nước trà phi thường ân cần hôm qua hắn tìm lưu toàn phúc hỏi thăm vương nhớ Biết hắn là cái thế nào phóng viên, cũng biết lần trước đỉnh ngự sự tình chính là hắn tuôn ra tới. Nói thật ra, liền một việc này, Ngô Trung Tuyền liền rất thưởng thức vương nhớ. Hắn nếu không tuôn ra đi, đem những cái đó chứng cứ bán cho đỉnh ngự, tuyệt đối có thể bắt được một cái thực làm nhân tâm động con số. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vậy, Ngô Trung Tuyền ở trong lòng đã có chút tán thành vương nhớ. Còn có tối hôm qua, mì chua cây, chi tình, hắn cầu sự tình, hắn kỳ thật đã cam chịu nhưng vương nhớ không biết, còn đang liều mạng xung xoe, ngô trung tuyền mừng rỡ chế dẻo, bất khuất mới, một chút cũng không, ta nào có cái gì mới nha, có thể cho ngài loại này quốc bảo cấp nhân vật phục vụ, là vinh hạnh của ta. Vương nhớ cười tủng tiễn mà nói, vẻ mặt lấy lòng, ngô trung tuyền liếc hắn một cái, không nói chuyện, lúc này, trình ký bắt đầu thượng đồ ăn, vẫn là lưu toàn bội cùng trịnh viễn đem đồ ăn đưa lên tới, hôm nay cùng ngày hôm qua không giống nhau, ngày hôm qua là một đạo một đạo thượng hôm nay là một hơi thượng vài đạo đồ ăn lưu toàn phúc ở bên cạnh dùng trong trẻo thanh âm nói đạo thứ nhất đồ ăn tiểu kê hầm nấm đạo thứ hai đồ ăn chua cây lòng gà đạo thứ ba đồ ăn trình ký thịt kho tàu đạo thứ tư đồ ăn ớt gà bốn đạo đồ ăn tất cả đều bị bãi ở trước mặt vài vị đầu bếp kinh ngạc một chút tần tiên sinh nhịn không được hỏi ngày hôm qua là cá hôm nay là gà tổng sẽ không ngày mai còn có cái gì tốt tức giấu đi này thật đúng là bọn họ phi thường muốn biết đến vấn đề, bọn họ nhà mình tủ lầu, đại thượng trăm trồng rau đều có, nhưng là có thể hảo đến thượng Mỹ thực hiệp hội thực đơn, lại chỉ có rất ít một bộ phận. Này vẫn là bọn họ cả đời, thậm chí còn có bọn họ tổ tiên, tốt nhất bối cộng đồng nỗ lực, trình ký Mỹ thực cửa hàng ngày hôm qua cá, hôm nay gà, đây chính là không đến một năm thời gian mài ra tới. Loại tình huống này, thật là làm cho bọn họ sợ hãi còn có cái gì tôm ngỗng từ từ nghe vậy lưu toàn phúc lộ ra bình tĩnh mỉm cười hắn nói trình ký mỹ thực cửa hàng trước mắt đồ ăn còn tương đối thiếu đầu bếp chỉ có một người còn cần tương lai mới có thể làm ra càng nhiều hảo đồ ăn tới chúng ta trình ký mỹ thực cửa hàng đối nguyên liệu nấu ăn phi thường coi trọng vô luận là gà vẫn là cá đều là chúng ta nhà mình dưỡng nghiêm khắc đem khống chất lượng cho nên chúng ta sở hữu đồ ăn đều là căn cứ vào này hai dạng nghiên cứu hắn dừng một chút lại nói chỉ có một đạo thịt kho tàu, là sư phụ ta vì một vị đối trình ký mỹ thực cửa hàng có trọng đại cống hiến bằng hữu làm, cũng bởi vậy, trước mắt chúng ta nguyên liệu nấu ăn chính là gà cùng cá, Lưu Toàn Phúc nói rơi xuống đất, ngồi ở bàn tròn thượng đầu bếp nhóm sôi nổi gật đầu, vẻ mặt tán thưởng, đầu bếp đối với nguyên liệu nấu ăn đem khống là phi thường nghiêm khắc, bọn họ cửa hàng đều khai ngần ấy năm, tự nhiên có đáng tin cậy con đường. Trình Nguyên Hoa cảm thấy cái gì con đường đều không có chính mình dưỡng đáng tin cậy, đó là nàng đã tốt muốn tốt hơn, bọn họ là tương đương bội phục, nhưng bọn hắn lại không có như vậy nghị lực, nguyện ý chạy đến như vậy có được trọng lớn thổ địa thành hương kết hợp bộ khai cửa hàng. Ở bọn họ gật đầu thời điểm, Lưu Toàn Phúc nhếch miệng cười nói, "Nhưng sư phụ ta khoảng thời gian trước mới vừa làm người mua một ít việc con trở về, chờ dưỡng thượng một đoạn thời gian, liền có thể làm rất nhiều cùng việc tương quan mỹ thực." Còn ở gật đầu đầu bếp nhóm đầu cứng đờ, trong mắt hiện lên không thể tin tưởng làm tân đồ ăn vẫn là làm đồng dạng ăn ngon tân đồ ăn liền đơn giản như vậy nhẹ nhàng sao đầu bếp nhóm ở khiếp sợ mà trong đám người dịp dư chiêu trong mắt mang theo sáng ngời quan vì một vị đối trình ký mỹ thực cửa hàng có trọng đại cống hiến bằng hữu làm lời này vô cùng đơn giản thành phẩm chính là một đạo sắc hương vị đều đầy đủ thịt kho tàu cũng không phải một kiện kinh thiên động địa đại sự thậm chí ở đây những người khác căn bản không có đem những lời này để ở trong lòng nhưng Diệp Dư Chiêu lại là tim đập thất hành đã lâu, xuyên thấu qua cùng phòng bếp cách mạnh, hắn phản phất thấy cái kia ăn mặc đầu bếp phục mang theo đầu bếp mũ nữ nhân, chính vẻ mặt nghiêm túc mà nấu ăn, biểu tình chú ý, Mỹ đến sáng lên, Diệp Dư Chiêu đột nhiên che lại mặt, thầm nghĩ, đây là đầu bếp lãng mạn sao, thật là muốn mệnh, trung gian vị trí, đầu bếp nhóm từ khiếp sợ trung đi ra, cuối cùng hơi chút bình tĩnh chút, bọn họ đã bị đã kích thói quen, khổ sở, khổ sở thế nhưng cũng liền không có gì cảm giác, chờ bọn họ hướng tới vài đạo đồ ăn sôi nổi ra tay sau, liền càng là đem hâm mộ cùng khiếp sợ ném tại sau đầu, quay chung quanh vài đạo đồ ăn, nghị luận sôi nổi, hảo nha. Này tiểu kê hầm nấm thật đúng là ăn ngon, hương, hoặc, nộn, chủ yếu là này thịt gà khóa lại nùng hương, không chê nhạt nhẽo, nấm trung có canh gà hương vị, nấm hương vị lại dung nhập canh gà trung, hoàng mỹ, đúng vậy. Mạc Nguyên ngươi nếm thử, món này không cần quá chú ý kỹ thuật sắc rau, trình ký đoạn bản lên rồi, cho nên các ngươi triệu thị lương thiện tiểu kê hầm nấm liền không đuổi kịp nhân gia đi, ha ha ha, lão tần ngươi cũng đừng nói, may nhân gia mạc nguyên hào phóng, lười đến cùng ngươi so đo, tần tiên sinh vuốt đôi mắt, trên mặt treo sáng lạng tươi cười, ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi sao, còn không mau nếm thử các ngươi món cây tứ xuyên ớt gà. Ban nữ sĩ lớn tiếng nói, tần tiên sinh nói cái gì đều không có tiếp, trực tiếp kẹp lên ớt gà ăn lên nếu là ngày hôm qua hắn nghe người nói như vậy hắn khẳng định đã nhảy dựng lên buông lời hung ác nhưng là trải qua ngày hôm qua cùng trình nguyên hoa một ngày tiếp xúc chung hắn loáng thoáng biết buông lời hung ác chính mình là phải bị vã mặt bởi vậy hắn cái gì đều không có nói trực tiếp ăn ớt gà cùng ngày hôm qua cá hương thịt ti giống nhau đều là bọn họ bên kia kinh điển đồ ăn bọn họ tầng gia tửu lầu cũng làm này hai cái đồ ăn hôm qua cá hương thịt ti liền ăn ngon hôm nay ớt gà hương vị trước sau như một không làm người thất vọng cùng mặt khác tiên hương không giống nhau này nói hương cây ớt gà hoàn hoàn toàn toàn chính là hương cây thịt gà thịt nộn bên ngoài một tầng da hơi hơi tô chút nhưng hơi mỏng một tầng cắn đi xuống bên trong thịt non liền lộ ra tới hương cây không chỉ có là da ngay cả bên trong cũng tẩm đầy hương vị ớt gà là một đạo đơn giản đồ ăn rất nhiều địa phương đều sẽ làm cũng có đủ loại cách làm nhưng ăn ngon đồ vật các có các có phong vị. Này trình ký Mỹ thực cửa hàng ớt gà, chính là cùng tần tiên sinh làm được hoàn toàn không giống nhau mỹ vị. Tần tiên sinh không được gật đầu, ăn rất ngon, chua cay lòng gà là tương đối với mặt khác ba đạo đồ ăn dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng thịnh thượng một chén cơm, sau đó trang bị chua cay lòng gà, toan ngon miệng cảm lệnh người kinh diễm, thậm chí làm người muốn ăn bạo tăng, không nghĩ tới chua cay lòng gà cũng ăn ngon như vậy. Chu tiên sinh vẻ mặt kinh hỉ. Kim Bảo Phương cười gật đầu, thịt kho tàu cũng làm đến phi thường hảo, liền cơm mới càng có thể thể hội này đó đồ ăn mỹ vị, vô luận là chua cây lòng gà vẫn là thịt kho tàu, cũng hoặc là tiểu kê hầm nấm cùng ớt gà, đều bởi vì trang bị cơm, cho người ta mang đến nói ra thỏa mãn cảm, này vài đạo đồ ăn đều xem như cơm nhà, cho nên, đây là cho người ta mang đến gia hương vị, không đợi bọn họ đem cơm ăn nhiều ít, Lưu Toàn Phúc lại mang theo một đạo đồ ăn ra tới, đạo thứ năm đồ ăn. Phù dung gà phiến, nhà ăn người hơi hơi sửng sốt một chút, bao gồm nam thúc ở bên trong, đều trước lộ ra mờ mịt, ngay sau đó mới là hiểu rõ, mờ mịt là bởi vì bọn họ ở tự hỏi. Này nói lỗ thái phù dung gà phiến, là ai chuyên môn tới, triệu thị lương thiện khẳng định có, nhưng còn có đâu, thật mau bọn họ liền nghĩ tới, biểu tình biến thành hiểu rõ, đó là nguyên lai trình gia tử lầu, trình lão gia tử chiêu bài đồ ăn rất nhiều đồ ăn trình lão gia tử đều là làm đệ tử cùng mặt khác giúp việc bếp nút làm chỉ có này nói phù dung gà phiến vẫn luôn là trình lão gia tử thân thủ làm hương vị có thể nói nhất tuyệt sau lại trình lão gia tử vừa chết mặt khác đầu bếp làm ra phù dung gà phiến liền xa xa không bằng trình lão gia tử làm